hồi 61, theo đức vua vào cung thái hậu. Vì tiểu bảo đáp đúng thế, mục tiểu vương gia có bản lãnh gì đâu, bất quá hắn dựa vào thế gia hắn mà thôi. Nếu đệ tử đầu thai vào trong bụng mẫu thân hắn thì cũng là một tên mục tiểu vương gia. Một nhân vật đại anh hùng đại hào kiệt như sư phụ mà phải nghe lệnh hắn thì khiến cho đệ tử tức đến chết người. Trong đời người, Trần Cận Nam đã nghe không biết bao nhiêu lời tân công nịnh hót. Nhưng mấy câu này từ miệng đứa trẻ nít mười mấy tuổi nói ra mới thật là chân thành. Ông không khỏi mừng thầm, tùm tỉm cười. Ông chưa hiểu bản tính vi tiểu bảo rất láo lỉnh, và lại kỹ viện cùng hoàng cung là hai nơi trá ngụy nhất thiên hạ. Vì tiểu bảo đã hòa mình vào hai nơi gian trá này thì gã còn rào quyệt hơn cả người lớn ở chỗ bình thường. Trần Cận Nam ở trong thiên địa hội hàng ngày tiếp xúc với những hán tử hào kiệt đối đãi với nhau như tình phế phủ thì khi nào còn nghĩ đến lời nói của một tên đệ tử nhỏ bé lại không tự đáy lòng phát ra. Thực tình trong 10 câu của gã e rằng có đến 5-6 câu không thể tin được. Ông vỗ vai gã mỉm cười hỏi, trẻ thơ nào đa biết chi? Sao ngươi hiểu mộc vương gia không có bản lĩnh gì? Vì tiểu bảo đã hắn phái người vào hoàng cung hành thích để chết uổng khá nhiều thủ hạ mà chẳng làm hại ngô tam quế được chút gì. Thế là tuyệt vô bản lãnh, có thể nói rốt nữa là khác. Trần cận nam hỏi: Sao ngươi biết Ngô Tam Quế không tổn hại chút gì? Vì tiểu bảo đác gã mộc tiểu vương gia kia dùng kế hoạch rất ngư xuân. Hắn bảo bọn người vào cung hành thích mặc áo lót có theo chữ Bình Tây Vương Phù. Những binh khí cũng khắc chữ Bình Tây Vương Phù hoặc Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng binh Phù. Bọn tháp đát lại không phải hạng ngu đần, dĩ nhiên trung nghĩ ngay đến nếu quả thích khách là thủ hạ của Ngô Tam Quế thì khi nào lại khắc chữ như vậy vào binh khí? Trần Cận Nam lầm nhầm gật đầu nói, quả đúng thế thật, vì tiểu bảo lại nói, con trai ngô tam quế là ngô ứng hùng hiện cũng lai kinh, gã đem theo rất nhiều tiền bạc châu báu để tiến cống hoàng đế. Nếu ngô tam quế thực có ý muốn hành thích nhà vua, tất không lựa thời cơ này. Hơn nữa hắn hành thích hoàng đế làm chi, có ra chăng nữa là muốn giấy binh tạo phản để làm hoàng đế. Còn hắn đang ở kinh mà giấy binh thì tất nhiên nhà mãn thanh lập tức bắt gã. Như vậy chẳng lẽ hắn phái con lên Bắc Kinh để nộp mạng? Trần Cận Nam gật đầu đáp, đúng thế, thực ra Vi Tiểu Bảo dù có khôn ngoan cũng chỉ là đứa trẻ nít thì việc quân quốc đại sự đến người lớn còn chưa hiểu được, huống chi là gã. Những lý do vụ này Vi Tiểu Bảo không nghĩ ra được nửa điều. Khéo sao vua Khang Hy đã giải thích cho gã nghe, bây giờ ở trước mặt sư phụ, gã nhận ngay ý kiến đó là của mình. Trấn Cận Nam nghe nói rất lấy làm kinh dị vì đồ đệ ông xét việc tinh minh như vậy thật là hiếm có. Trong thiên địa hội tuy nhiều nhân tài, bọn đầu não hiểu việc như vậy cũng chẳng được mấy người. Lúc ông đặt thằng nhỏ này lên làm hương chủ thanh mộc đường bất quá là để tránh khỏi sự tranh chấp giữa hai phe, đồng thời đúng với lời thề của mọi người. Nhưng ông vẫn định bụng sẽ từ từ lập kẻ hiền năng. Vì tiểu bảo là đệ tử của ông thì lúc nào ông bảo gã nhường ngôi mà chẳng được bây giờ ông nghe gã thuyết một hồi như vậy thì nghĩ thầm thằng nhỏ này đã có đờm lược lại rộng kiến thức hiện nay gã đã linh lợi như vậy mà được rèn luyện thêm mấy năm thì so với chín vị hương chủ kia vị tất gã đã thua ai ông lại hỏi bọn thát đát đã biết chưa vì tiểu bảo đát hiện giờ họ chưa rõ lắm nhưng dường như hoàng đế đã sinh lòng ngờ vực sáng sớm hôm nay nhà vua triệu tập bọn thị vệ bảo trung diễn lại võ công cùng gia số của bọn thích khách một tên thị vệ diễn mấy chiêu để mọi người nghị luận. Đệ tử đứng bên coi cũng còn nhớ được mấy chiêu, đoạn gã thi triển những chiêu, cao sơn lưu thủy, hoành tảo thiên quân. Trần Cận Nam thở dài nói, quả nhiên mộc vương phủ không có nhân tài, đây rõ ràng là mộc gia quyền, bọn thị vệ trong thanh công thiếu gì cao thủ, khi nào họ không nhận ra được. Vì tiểu bảo nói, đệ tử đã thấy phong tế trung đại ca cùng huyền trinh đạo trường diễn qua, chắc bọn thị vệ thát đát đều nhận ra được. Vì vậy mà vừa rồi đệ tử khuyên mục tiểu vương gia nên ra khỏi thành lánh đi cho sớm là hơn. Trần Cận Nam gật đầu luôn mấy cái đáp, phải lắm, phải lắm, bây giờ ngươi cũng nên về cung thôi. Sáng mai ngươi lại tới đây để ta coi kỹ vết thương cùng chất độc trong mình ngươi, đặng nghĩ phương pháp hoàn thiện điều trị. Vì tiểu bảo thấy sư phụ không tra khảo võ công của gã nữa, thì trong bụng mừng thầm, vội thi lễ cáo từ. Vì tiểu bảo về cung đến ngay ngự thư phòng vua khang hy đang ngồi phê duyệt các bản tông, ngài vừa thấy gã đã hỏi ngay ngươi do thám được tin tức gì chưa vì tiểu bảo tông thánh thượng liệu việc như thần không sai chút nào kẻ cầm đầu bọn thích khách quả là người nhà họ mộc ở vân nam vua khang hy cả mừng cười hỏi thiệt thế ư vậy mà đa long vẫn có vẻ chưa tin cuộc do thám của ngươi thế nào vì tiểu bảo tông ba tên thích khách bị bắt vẫn một mực khai là bộ thuộc của ngô tam quế đa tổng quản khảo đả chúng đến chết đi sống lại mà chúng vẫn không thay đổi lời cung. Vua Khang Hy cười nói, võ công của Đa Long khá thật, nhưng hắn chỉ là một tên dõng phu lỗ mãng. Vì tiểu bảo tông, nô tài vâng thánh dụ của chúa thượng đã dùng mông hãn dược, khiến cho bọn thị vệ canh giữ phải ngã ra. Ngay lúc đó Hoàng Thái Hậu phái bốn tên thái giám tới truyền cho lập tức động thủ xử tử bọn thích khách. Nô tài lớn mật tuân theo kế hoạch của chúa thượng đã an bài, hạ sát bốn tên thái giám ở trước mặt bọn thích khách rồi thả chúng và dẫn ra ngoài hoàng cung. Ba tên phản tặc này quả nhiên không nghi ngờ gì nữa. Vua Khang Huy thấy rất đắc ý, mỉm cười ngắt lời. Vừa rồi Đa Long vào đây báo cáo lại nói là một tên thái giám thủ hạ của Thái Hậu thả thích khách. Chấm đang lấy làm kỳ, thì ra đó là thủ đoạn của ngươi. Vì tiểu bảo tông xin Thánh Thượng đừng nói cho Thái Hậu hay, không thì cái mạng nhỏ xíu của nô tài chẳng thế nào an toàn được thái hậu đã từng thoá mạ nô tài về tội chỉ biết tận trung với thánh thượng mà không tận trung với lệnh bà thực ra giữa thái hậu và thánh thượng làm gì có chuyện khác biệt hơn nữa trời không hai mặt nước chẳng hai vua chỉ có thánh chỉ của chúa thượng là đáng kể thái hậu không hỏi qua thánh thượng đã hạ chỉ giết thích khách là không hợp đạo lý vua khang hy hỏi dĩ nhiên ta không nói với thái hậu về sau ba tên thích khách đó ra làm sao vì tiểu bảo tông nô tài lãnh bọn chúng ra khỏi hoàng cung, bọn chúng liền nói rõ họ tên thực cho nô tài biết. Lão già tên là giao đầu sư tử ngô lập thân, còn hai thiếu niên thì một là ngao biêu và một là lưu nhất trung. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp bọn chúng vô cùng cảm kích nô tài, muôn ngàn tạ ơn. Sau chúng bị nô tài lừa gạt liền dẫn về yến kiến chủ nhân của chúng thì quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của thánh thương nhân vật ngồi trong bóng tối chủ trương cuộc phản loạn là một thanh niên bọn phản tặc kêu hắn bằng tiểu vương gia tên là mộc kiếm thanh trong bọn thủ hà của mộc kiếm thanh có một lão già bản lãnh rất cao thâm tên gọi thiết bối thương long liễu đại hồng gì đó ngoài ra còn bọn thánh thủ cư sĩ tô cương bạch nhị hiệp bạch hàn phong trong bạch thị song hiệp và nhiều người nữa chúng chia ra cư trú ở hai nơi là hẻm dương liễu và hẻm mạo nhi vua khang hy hỏi người gặp cả chúng rồi ư vì tiểu bảo tông, nô tài gặp cả rồi. Bọn chúng bảo chăm họ trong thiên hạ đều ca tụng thánh thượng, tuy chưa lớn tuổi, nhưng là bậc thánh minh tuyệt thế. Dù bọn chúng lớn mật đến đâu cũng không dám đụng đến thánh thượng. Đêm trước chúng vào hoàng cung đại náo, hoàn toàn vì muốn hãm hại Ngô Tam Quế để trả mối hận đã giết mục thiên ba. Mấy câu này gã nịnh hót quá đáng vì vua Khang Hy lên cầm quyền chưa được bao lâu. Chăm họ trong thiên hạ chưa chắc đã có ai ca tụng công đức ngài nhưng con người sáng suốt đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi tính tự tôn nhà vua nghe vi tiểu bảo nói trăm họ đều ca tụng ngài cả mấy ngàn năm khó được một vị hoàng đế công cao đức cả như mình thì không khỏi lấy làm khoan khoái ngài mỉm cười hỏi trẫm cũng chưa làm được ơn đức gì đáng để cho muôn dân vậy mà ngươi nói những gì thánh minh những gì nhân hậu trẫm e rằng ngươi đã tự soạn ra thiên cố sự này phải không vi tiểu bảo vội tâu không có không có đó chính là miệng chúng nói ra. Chúng còn bảo Ngao Bái là một tên đại gian thần, tàn hại lương dân, khiến cho trăm họ căm hận thấu xương. Thánh thượng vừa lên ngôi báo đã hạ sát hắn, đó là một việc lớn làm cho muôn dân nức lòng hời dạ. Vì tiểu bảo ngừng lại một chút rồi tiếc bọn chúng lại tôn sùng thánh thượng như là như thuận, ngũ thang gì gì đó mà nô tài không hiểu. Chỉ biết đó là những lời ca tụng thánh đức, nô tài nghe rất lọt tai. Vua Khang ghi ngơ ngác một lúc, nhưng rồi ngài hiểu ngay, nổi lên chàng cười khanh khách, phán, té ra chúng ví ta với Nhiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Còn mẹ nó, Nhiêu, Thuận, Ngũ, Thang là nghĩa làm sao? Nhà vua nghĩ ngay đến người ta xưng tụng mình là Nhiêu, Thuấn, Vũ, Thang liền cho là vi tiểu bảo quyết không thể nào bịa ra được. Thậm chí gã còn nói chữ nọ sọ chữ kia nhà vua có biết đâu vi tiểu bảo khi nghe thầy đồ rằng anh liệt chuyện đã nói đến quần thần không ngớt ca tụng vua thái tổ nhà đại minh chu nguyên trương là Nhiêu, thuấn vũ thang gã đã thuộc lòng tuy gã chẳng hiểu ý nghĩa nhưng cũng biết nghiêu thuận ngũ thang là câu chuyện để nịnh hót nhà vua mỗi lần chu ngụy ên trương nghe quần thân ca tụng mình là Nhiêu, thuận ngũ thang lại mặt rồng hớn hở vi tiểu bảo bịa ra câu này nịnh hót tiểu hoàng đế quả nhiên vua khang hy mặt rồng hớn hở nổi lên chàng cười khoan khoái gã biết mình bợ đỡ đúng đường liền hỏi tâu thánh thượng nhiêu thuận ngũ thang là cái gì vậy vua khang hy lại bật cười phán không phải nhiêu thuận ngũ thang đâu mà là nhiêu thuấn vũ thang người thật chẳng có chút học vấn nào hết nhiêu thuấn vũ thang là những đấng minh quân thời xưa các ngài là những bậc hoàng đế đại trí đại đức cổ kim không ai sánh kịp. Vì tiểu bảo tông, thảo nào, thảo nào, nếu bọn phản tặc đó biết vậy thì chẳng phải là hạng hoàn toàn không hiểu nghĩa lý. Vua Khang Hy lại nói, tuy nhiên không thể để bọn chúng trốn chạy, người đi kêu Đa Long vào đây ngay cho chấm. Vì tiểu bảo vâng lệnh lui ra truyền ngự tiền thị vệ tổng quản Đa Long lập tức đến ngự thư phòng bệ kiến. Đa Long vào tới nơi, Đức vua phán, phản tặc quả nhiên là mộc gia ở Vân Nam người lập tức thống lãnh đội thị vệ đi đuổi bắt. Nhà vua lại nhìn vi tiểu bảo phán, tiểu quế tử, bọn phản tặc có những ai, người hãy nói cho đa tổng quản biết. Vi tiểu bảo liền kể họ tên Mộc Kiếm Thanh, liễu đại hồng cho Đa Long nghe. Đa Long giật mình kinh hãi tâu, té ra vụ này do thiết bối thương long đứng trong bóng tối cầm đầu. Bọn phản tặc này lai lịch không phải tầm thường, cả tên giao đầu sư tử ngô lập thân, nô tài cũng đã được nghe danh tự hắn không ngờ đã giam chúng một ngày một đêm trong cung mà không tra ra lai lịch. Giả tỷ nô tài thông minh một chút, thấy hắn cứ lắc đầu hoài thì nghĩ ra được rồi. Nếu thánh thượng không quyết đoán minh mẫn thì bọn nô tài đều nhất định là ngô tam quế cầm đầu. Vua Khang hy mỉm cười phán, không chừng bây giờ chúng đã xa chạy cao bay, khó lòng bắt được. Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếc mình đã biết mấu chốt thì dù bữa nay chưa bắt được cũng không ngại gì. Điều đáng sợ là mình bị bưng mắt mắc bẫy người ta mà không hiểu. Đa lòng gật đầu cáo từ lui ra, lập tức điểm nhân mã rượt theo. Vua Khang Hy nói, tiểu quế tử, chấm đến công tử Ninh Vấn An Thái Hậu, người hãy đi theo chấm. Vì tiểu bảo tông, xin tuân mệnh, gã nghĩ tới phải chạm trán với Thái Hậu, không thể tự chủ được nỗi sợ lộ ra ngoài mặt. Vua Khang Hy an ủi gã, người bất tất phải nhăn nhó buồn phiền, chấm dẫn người đi bái kiến Thái Hậu là cốt để giữ vững cái đầu trên cổ ngươi vì tiểu bảo đáp giả giả, đến công từ Ninh, vua Khang Hy Vấn An Thái Hậu rồi bẩm rõ lai lịch bọn thích khách và nói rõ đã phái tiểu quế tử cố ý thả bọn thích khách để điều tra chân tướng chúng. Thái Hậu mỉm cười nói, tiểu quế tử, ngươi là một thằng nhỏ rất được việc. Vì tiểu bảo quỳ mọp xuống dập đầu tông, đây hoàn toàn nhờ hoàng thượng đoán việc như thần, nhất thiết do ngài định đoạt, nô tài bất quá vâng mệnh đức vua mà thôi. Thái hậu lại cười hỏi móc tiểu hài tử ngươi được ra ngoài hoàng cung chắc đã đi chơi khắp chỗ. Ngươi có đến thiên kiều coi hát không? Ngươi đã mua được đường phèn ăn chưa? Vì tiểu bảo nhớ lại bữa trước đến thiên kiều gặp bọn thị vệ đang chóc nã bọn bán đường phèn, biết là do thái hậu sai khiến. Bà sợ bọn này đưa tin tức lên ngũ đài sơn cho thụy đống, nên chẳng phân biệt ngay gian, đen trắng, cho bắt hết bọn bán đường phèn. Dĩ nhiên bà chẳng hỏi phải trái chi hết và đem toàn bọn chém cả rồi gã nghĩ tới thủ đoạn tàn ác của thái hậu không nhịn được run bắn người lên tâu giả dạ, giả dạ. thái hậu cười rùi hỏi ta hỏi đây người đã ăn đường phèn chưa vì tiểu bảo đáp tâu thái hậu nô tài đi ngoài đường phố nghe nói mấy bữa nay ở thiên kiều rất bình tĩnh quan cửu môn đề đốc phái người bắt hết bọn bán đường phèn và nói là trong đó có nhiều gian nhân vì thế mà hiện giờ không còn ai bán đường phèn nữa họ đổi nghề hoặc bán bánh cuốn hoặc bán đậu phụng hay bán trái cây kẹo mứt bọn người đó nô tài đã gặp nhiều lần nên quen mặt chúng đều nói là thôi không bán đường phèn nữa lại có một tên thật đáng tức cười hắn nói là lên ngũ đài sơn lục đài sơn gì gì đó bán bánh bao cho sư ăn thái hậu trong lòng tức giận vô cùng bụng bảo dạ tên tiểu nô tài này nói thế thì ra còn có người đưa tin cho thụy đống chứ chưa bị bắt bà cười khẩy nói hay lắm người ngoan ngoãn mà được việc ta khen cho ngươi đó. Rồi bà hỏi vua Khang Hy, Hoàng Nhi, ta muốn gã này ở bên mình giúp việc thì nhà vua tính sao? Mấy bữa nay vua Khang Hy sai phái vì tiểu bảo làm việc rất đắc lực. Nhà vua coi gã như cánh tay mặt, nay đột nhiên nghe mẫu hậu đòi giữ gã ở lại cung từ ninh thì không khỏi sưỡng sờ. Nhà vua thờ mẹ vốn một lòng hiếu thảo, thái hậu tuy không phải là mẹ ruột, song đức vua được thái hậu nuôi nấng dạy dỗ từ thuở nhỏ, chẳng khác gì mẫu thân nhà vua không dám trái ý mỉm cười nói tiểu quế tử mẫu hậu đã sẵn lòng thương sao ngươi còn chưa tạ ơn vì tiểu bảo vừa nghe thái hậu mở miệng yêu cầu nhà vua cho gã ở lại với bà gã đã hồn vía lên mây tâm trạng hồ đồ những muốn co cẳng trốn chạy ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại bây giờ gã nghe vua khang hy nói vậy cuống quýt tâu giả giả nô tài xin tuân mệnh đoạn gã đập đầu đánh binh binh nói tiếp đa tạ hồng ân của thái hậu đa tạ đại đức của thánh hoàng thái hậu cười lạt hỏi sao ngươi chỉ muốn chầu hầu hoàng thượng chứ không ưng phục thị ta phải chăng vì tiểu bảo tông chầu hầu thái hậu hay phục thị thánh hoàng cũng vậy thôi nô tài chỉ biết một dạ trung trinh hết sức tuân theo mệnh lệnh mà làm việc thái hậu hỏi vậy là hay lắm từ nay công việc trong ngự thiện phòng ngươi không phải phụ trách nữa chuyên ở cung từ ninh với ta mà thôi vì tiểu bảo tông dạ dạ đa tạ hồng ơn của Thái Hậu, vua Khang Hy thấy Thái Hậu lấy mất vi tiểu bảo, trong lòng bịn dịn không vui. Ngài nói mấy câu chuyện phiếm nữa rồi cáo từ về cung. Vi tiểu bảo theo nhà vua ra cửa, Thái Hậu gọi giật lại tiểu quế tử, người ở lại đây, để người khác đưa chân hoàng thượng. Ta có việc giao ngươi làm ngay, vì tiểu bảo dạ một tiếng, ngước mắt ngó sau lưng nhà vua ra khỏi cung tử ninh, bụng than thầm, nhà vua ra đi chiến này là hỏng bét rồi chẳng biết đến bao giờ mới lại thấy mặt Long Nhan. Thái hậu ngồi thong thả uống trà, mắt vẫn ngó vì tiểu Bảo thấy gã sợ sệt quá chừng. Hồi lâu thái hậu mới hỏi, thằng cha lên ngũ Đài Sơn bán bánh bao bao giờ mới trở lại Bắc Kinh? Vì tiểu bảo tông, nô tài cũng không biết. Thái hậu lại hỏi, bao giờ ngươi đi gặp hắn? Vì tiểu bảo hàm hồ đáp, nô tài đã ước hẹn với hắn trong vòng một tháng sẽ lại gặp nhau, nhưng lần này không ở thiên kiều. Thái hậu hỏi, không ở Thiên Kiều thì ở đâu? Vì tiểu bảo đã, hắn bảo đến lúc bấy giờ sẽ tìm cách thông tin cho nô tài. Thái hậu gật đầu nói, vậy ngươi ở cung từ ninh chờ tin tức hắn. Bà vỗ tay một cái, một gã cung nữ từ trong nội thất đi ra. Thị trừng 15,16 tuổi, thân thể đẫy đà, chân bước mau lẹ. Mặt tròn như vành trăng, luôn luôn cười tâu tuết ra kiểu con người vui vẻ. Thị nhìn thái hậu khom lưng vấn an. Thái hậu nói, tên tiểu thái giám này tên là tiểu quế tử vừa lớn mật vừa làm càn, song ta vẫn thích gã. À, cung nữ mỉm cười tâu, dạ, vị tiểu huynh đệ này quả là con người thông minh mẫn tiệp. Tiểu huynh đệ, tên ta là Liễu Yến, người kêu ta bằng tỷ tỷ, nghe, vì tiểu bảo nghĩ bụng, còn mẹ nó, tỷ tỷ cái gì mà mập như heo quay. Nhưng ngoài miệng gã cười đáp, dạ, Liễu Yến tỷ tỷ, danh tự của tỷ tỷ hay quá người tỷ tỷ tha thướt như cành dương liễu, chân tỷ tỷ thoăn thoát mau lẹ chẳng khác gì chim yến. Trước mặt Thái Hậu, những cung nữ cùng Thái Giám khi nào dám mở miệng nói nửa câu đùa cợt như vậy, nhưng Vi Tiểu Bảo biết rằng không sao. Những câu này nói ra cũng vậy mà không nói ra cũng vậy. Liễu Yến cười khúc khích nói, Tiểu Huynh Đệ, cái miệng người lèo bèo quá. Thái hậu xen vào, miệng gã lẻo bèo mà chân gã cũng lẹ lắm. Liệu ốn người có cách gì khiến gã đừng chạy loạn lên trong hoàng cung không? liêu ứng tông xin thái hậu giao gã cho nô tài để nô tài cai quản là xong. thái hậu lắc đầu đã, con khỉ này chuồn lẹ lắm, người coi gã không được đâu. ta phái thụy đống kêu gã đến, vậy mà gã dùng hoa ngôn xảo ngữ khiến cho tên tiểu quỷ nhát gan thụy đống sợ quá phải chạy đi. lần thứ hai ta phái bốn tên thái giám truyền gã đến, gã liền cấu kết với bọn thị vệ hạ bốn tên thái giám của ta sau đó ta lại phái bốn tên nữa đi không hiểu gã dùng thủ pháp gì mà giết chết được bọn này trong đó có đồng kim khôi liệu yến tắc lưỡi luôn mấy tiếng cười nói trời ơi tiểu huynh đệ thế thì ngươi liều lĩnh thật nhưng đối phó với ngươi cũng chẳng khó khăn gì đoạn gã quay lại tâu thái hậu bẩm thái hậu nô tài xem chừng chỉ còn cách chặt đôi giò của gã đi là gã phải ngoan ngoãn nằm im có thể mới yên được thái hậu thở dài đáp ta cũng nghĩ chỉ còn cách đó vì tiểu bảo tung mình nhảy vọt ra ngoài cửa toan chạy chân trái gã vừa bước qua cửa đột nhiên ra đầu cứng nhắc món tóc đuôi sam của gã bị người nắm chặt tiếp theo đầu gã bị giật ngửa về phía sau người gã không tự chủ lăn đi mấy vòng trái tim đau nhói một bàn chân đạp lên ngực gã vì tiểu bảo định thần nhìn lại thấy bàn chân này lớn và mập sỏ dày màu hồng thiêu hoa vàng té ra là bàn chân liễu yến đang cơn nóng giận Vi tiểu bảo cất tiếng thoá mà còn đợi thối tha này có buông cái chân thối tha của mi ra không liễu yến nhả thêm kinh lực ở bàn chân mười mấy rẻ xương sườn trước ngực vi tiểu bảo bật lên những tiếng lách cách cả hơi thở cũng cơ hồ bị nghẹt bỗng nghe liễu yến cười nói móc họng cặp giò của người thơm quá ta muốn chặt ra để người vì tiểu bảo nghĩ thầm mụ điếm giả này căm hận ta thấu xương chắc mụ chặt chân ta rồi phái người khiêng đến chỗ kẻ đưa tin cho thụy đống thế nào mụ cũng ngấm ngầm phái mấy tay cao thủ theo lên ngũ đài sơn để sát hại thuy đống. Nhưng trên đời làm gì còn thuy đống nữa mà kiếm, việc khẩn yếu trước mắt là ta phải tìm cách giữ lại đôi chân. Bây giờ ta có sợ hãi cũng vô ích, phải dùng mùi nhử mới xong. Gã nghĩ vậy liền lạnh lùng nói, Thái Hậu, Thái Hậu chặt chân nô tài chẳng ăn thua gì, dù có chặt cụt đầu thì con người tiểu quế tử này bất quá cũng chỉ ngắn đi mất một khúc có điều đáng tiếc là pho thập nhị chương kinh, ha ha. Thái hậu vừa nghe vi tiểu bảo nói đến bốn chữ thập nhị chương kinh, đang ngồi bỗng đứng phát dậy hỏi, người bảo sao, vi tiểu bảo đáp nô tài nói là còn để lại mấy bộ thập nhị chương kinh, không khỏi có điều đáng tiếc. Thái hậu truyền bảo liệu yến buông tha gã dậy, liệu yến nhấc chân trái lên rời khỏi trước ngực vi tiểu bảo rồi đốt xuống dưới người gã hất một cái cho mình gã tung lên đoạn thị vươn tay trái ra nắm lấy cổ áo gã nhấc bổng lên không rồi giáng mạnh xuống. Vì tiểu bảo bị liễu yến hành hạ như một đứa trẻ nít, không kháng cự được chút nào. Gã toàn cất tiếng thoá mà còn đợi thối tha này, nhưng lời nói vừa ra tới cửa miệng, gã sợ quá lại nuốt vào bụng. Thái hậu lại hỏi, phò thập nhị chương kinh nào đó, ngươi nghe ai nói tới? Vì tiểu bảo đáp, cặp giò của nô tài sắp bị thái hậu chặt rồi, nô tài còn nói làm chi nữa? thế là có vay có trả, nô tài sợ mất chân, cụt đầu, thì Thái Hậu cũng không lấy được thập nhị chương kinh. Liệu Yến nói xen vào, tiểu huynh đệ, ta khuyên người nên ngoan ngoãn phúc đáp Thái Hậu là hơn. Vì tiểu bảo hầm hực đáp, phúc đáp cũng chết mà không phúc đáp cũng chết, thì còn phúc đáp làm chi? Dù có phải chịu bao nhiêu hình phạt ta cũng không sợ. Liệu Yến nắm lấy tay trái gã cười nói, tiểu huynh đệ, những ngón tay của tiểu huynh đệ nhỏ mà dài coi sinh gớm. Vì tiểu bảo đáp bất quá người chặt cụt ngón tay ta là cùng, chứ có chi. Gã chưa dứt lời, bỗng mấy tiếng, rau rau, khẽ vang lên. Gã đau thấu tâm can rú lên, úi theo, hồi 62, giết liệu yến mau chân lánh nạn. Nguyên liệu yến đã dùng hai ngón tay kẹp chặt ngón trỏ tay trái gã làm cho gãy mất một đốt cô gái béo mập miệng cười tí tuyết bề ngoài có vẻ khả ái dễ thân mà hạ thủ tàn độc như vậy. Luồng lực đảo ở ngón tay thị càng ghê gớm, hai ngón tay bị kẹp tưởng chừng mạnh hơn cả kìm sắt. Vì tiểu bảo bị vố này đau quá, nước mắt đầm đìa, gã kêu ầm lên, thái hậu, thái hậu mau mau giết nô tài đi. Còn mấy pho thập nhị chương kinh kia thì chỉ như mèo người thấy mùi cá mà không được ăn, đừng hòng lấy lại nữa. Thái hậu dỗ dành gã, hễ ngươi đem thực sự về vụ thập nhị chương kinh nói rõ cho ta hay thì ta tha mạng ngươi. Vì tiểu bảo đáp, nô tài không cần thái hậu tha mạng. Vụ kinh sách này nô tài nhất định không nói. Thái hậu trao mày tự nghĩ, thằng lòi này rất quật cường. E rằng dùng cực hình cũng uổng công. Gã đã nhắc tới thập nhị chương kinh thì chắc gã biết trong có nhiều chi tiết trọng đại. Bây giờ muốn gạt gã để lấy được khẩu cung là một việc rất khó. Thái hậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói, liệu hốn, nếu gã không nói thì ngươi móc cặp trong mắt của gã ra. Liệu yến giả một tiếng rồi cười bảo vi tiểu bảo, hay lắm, tiểu huynh đệ, ta hãy móc trong mắt của ngươi trước. Trong mắt ngươi rất linh động, nó vừa đen vừa tròn mà bây giờ móc ra thành xấu quá. Thị nói rồi phóng ngón tay vào mí mắt bên phải gã khe ấn một chút. Vì tiểu bảo thấy con mắt bị đau kinh khủng, đành chịu khuất phục là lên, đừng móc mắt nữa để ta nói liễu yến buông tay ra mỉm cười bảo có thế mới là đứa bé ngoan ngoãn ngươi nói lẹ đi thái hậu thương ngươi lắm vì tiểu bảo giơ tay lên dụi mắt chớp luôn mấy cái rổi nhắm một bên lại gã mẹo đầu ngó liễu yến một hồi rồi lắc đầu nói hỏng rồi hỏng rồi liễu yến hỏi cái gì hỏng rồi thôi đừng làm bộ làm tịch nữa thái hậu vừa hỏi điều gì ngươi cứ thực mặt tâu đi vì tiểu bảo đáp trong mắt bên này của ta ngươi làm hư rồi bây giờ trông cái gì cũng biến hình hết trọi. Ta thấy người thân hình là con người mà sao trên cổ lại mọc cái đầu heo vừa lớn vừa mập. Liệu Yến vẫn không tức giận, cười tí tuét nói, như thế càng đẹp chứ sao? Ta muốn chọc cả cái tròng mắt bên trái ngươi cho hư hết. Vì tiểu bảo lùi lại một bước đáp, ngươi dừng làm thế, ta cảm ơn ngươi, gã nhắm mắt bên trái lại, mở mắt bên phải coi Thái Hậu rồi cũng lắc đầu quay quay. Thái Hậu tức giận vô cùng. Bụng bảo giả thằng tiểu quỷ này nhắm một mắt nhìn liễu yến bảo trên cổ thị mọc đầu heo. Bây giờ gã lại cũng ngó ta bằng cách đó. Miệng gã không nói ra nhưng chẳng hiểu trong lòng gã thoá mạ ta thế nào. Chắc gã lại muốn nói trên cổ ta mọc cái đầu giống xúc sinh gì đây. Bà lạnh lùng nói liễu ốn người móc chồng mắt gã ra đi để gã hết ngó lùi ngó tới. Vì tiểu bảo vội hỏi mắt không chồng thì làm sao lấy được tứ thập nhị trương kính cho thái hậu. Thái hậu hỏi lại ngay, ngươi có pho tứ thập nhị trương kinh nào? Phò đó bây giờ ngươi để đâu? Vì tiểu bảo đáp, phò này Thụy Đống đưa cho nô tài. Y dặn nô tài phải giữ lấy và cất vào một nơi thật kín đáo. Y còn bảo, tiểu quế tử huynh đệ, trong hoàng cung rất nhiều người muốn hại ngươi. Nếu sau này ngươi có bề nào hoặc bị chặt chân tay hay móc mắt thì pho kinh này từ đây trở đi không còn ra ánh sáng mặt trời được nữa người nào đó hại ngươi tuy có mắt mà không được coi bộ kinh sách quý báu này thì cũng chẳng khác chi kẻ đuôi mù cái đó kêu bằng mình làm mình chịu thái hậu không tin là thụy đống đã nói câu này nhưng bà sai hắn đi xử tử một người quốc thích mãn châu lấy được pho tứ thập nhị trương kình là chuyện có thật hôm ấy thụy đống về báo đã lục soát rất kỹ trong phủ vị quốc thích đó mà chẳng thấy kinh sách đâu té ra hắn đã giấu đi làm của riêng thái hậu nghĩ vậy vừa tức giận vừa mừng thầm bà tức giận vì thụy đống là con người gian trá bà mừng ở chỗ đã thám thính ra được pho kinh sách kia bà nói đã vậy thì được liệu hốn người đi theo tên tiểu quỷ này lấy kinh sách về cho ta nếu pho kinh đó không phải là của giả ta sẽ tha mạng cho gã và giao trả về nơi hoàng đế vĩnh viễn không cho gã đến cung tử ninh nữa để ta khỏi bực mình liệu yến nắm tay phải vi tiểu bảo cười nói chúng ta đi thôi vì tiểu bảo hất mạnh tay một cái nói, ta là trai, ngươi là gái, mà rất giống nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Liệu Yến chỉ hời hợt nắm bàn tay vi tiểu bảo, ngờ đâu mười dấu ngón tay thì dường như có sức hút mãnh liệt gắn chặt vào bàn tay gã. Gã hất mạnh mà vẫn không thoát ra được. Liệu Yến cười hỏi, ngươi là gã trai ư? Dù ngươi đúng là nam tử Hán, cũng chỉ là một tên tiểu quỷ bé nhỏ chưa đáng là con ta vì tiểu bảo đã phải rồi, người muốn là má ta thì đồ biết má ngươi và má ta cũng cùng một loại như nhau. Liệu Yến có biết đâu gã nói vòng quanh để mắng thị là con nhà đĩ điếm? Thị cười khúc khích nói, bản cô nương là hoàng hoa khuê nữ, người chớ có nói càn. Thị nói rồi kéo tay gã ra ngoài cửa, ra tới dãy hành lang, vì tiểu bảo xoay chuyển ý nghĩ chỉ mong tìm được rượu kế để thoát khỏi bàn tay Liễu Yến thanh gươm trùy thủ cực kỳ sắc bén của vi tiểu bảo cài trong ống dày. Gã thỏ tay trái xuống toan rút ra, nhưng lại nghĩ con đợi này võ công rất cao thâm, dù cả hai tay mình đều có khí giới chưa chắc đã đấu lại với thị được vài ba chiêu. Rồi gã lẩm bẩm con mẹ nó, chẳng hiểu con heo mập này ở đâu. Hôm trước mụ điếm giả cùng lão con rùa động thủ, nhất định con heo cái này chưa đến từ Ninh Cung, không thì nó đã ra tiếp tay mụ điếm đánh lão con rùa phải chết ngay lập tức đúng là con heo cái này mới đến cung vài ba bữa. Không thì sao mấy hôm trước mụ điếm già lại không sai nó đi giết ta, mà chính mụ phải thân hành đi động thu. Gã nghĩ tới đây trong lòng chợt nảy ra kế hoạch, liền dẫn liễu yến đi theo hướng đông về phía ngự thư phòng ở cạnh càn thanh cung. Gã cho là hiện giờ chỉ có cách cầu vua khang hy cứu mạng. Gã hy vọng liệu Yến mới tới đây chưa bao lâu, và không quen thuộc đường lối cùng điện đài trong Hoàng Cung. Vì tiểu bảo khoa chân rẽ về hướng đông, nhưng gã vừa đi được hai bước sau gãy đã bị chặt cứng. Gã bị liệu yến túm lấy cổ áo. Thị cười khúc khích hỏi, hảo huynh đệ, người định đi đâu? Vì tiểu bảo đáp ta về phòng lấy kinh chứ còn đi đâu? Liệu yến vặn hỏi, sao ngươi lại đi về phía ngự thư phòng? Phải chăng ngươi muốn đi cầu cứu hoàng thượng? Vì tiểu bảo không nhịn được lớn tiếng thoá mà, còn heo thối tha này. Người nhận biết cả đường lối trong cung rồi ư. Liêu ếm cười đáp, chỗ khác thì ta chưa biết. Còn cung cản thanh, công từ ninh và chỗ ở của tiểu huynh đệ thì ta không lầm được. Thị nắm cổ vi tiểu bảo xoay về phía tây cười nói, người nên ngoan ngoãn mà đi, đừng giờ cho nữa. Thị ăn nói mềm mỏng mà công lực thị nhà ra rất nặng. Thị vặn cổ vi tiểu bảo bật lên tiếng lách cách, khiến cho gã đau điếng người tưởng chừng bị gãy cổ. Vi tiểu bảo chợt nghe tiếng hai tên thái giám ở chỗ khác, gã quay đầu nhìn chúng. Liễu Yến khẽ bảo gã, Thái Hậu đã dặn ta, nếu ngươi định chạy trốn hay hô hoán lên là ta giết ngươi lập tức. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, dù ta có kêu la cầu cứu làm kinh động đến hoàng đế thì nhà vua cũng không dám trái lệnh mẫu hậu. Hoàng đế tuy thương ta, song chẳng khi nào vì một tên tiểu thái giám mà khiến cho mẫu thân phải bực mình. Hay hơn hết là ta gặp được mấy tên thị vệ, mớm lời cho chúng giết à này đi là êm chuyện. Bỗng lưng gã đau nhói lên, liệu yến đã túc khuỷu tay vào lưng gã hỏi người đang tính quỷ kế gì đây vì tiểu bảo không sao được đành phải tiếp tục đi về phòng mình gã tính thầm trong bụng trong phòng ta tuy có thêm hai tay trợ thủ nhưng phương di và tiểu quận chúa trong mình đều bị thương chưa khỏi thì bọn mình ba người cũng không đánh nổi một con heo mập thù lù này nếu thị phát giác ra hai cô chỉ tổ làm ủng mạng thêm hai người nữa đến cửa ngoài vì tiểu bảo lấy chìa khóa ra mờ Gã cố ý để chìa khóa đằng vào khóa cho bật tiếng kêu lem canh. Đoạn gã lớn tiếng còn đợi thối tha này. Này mi hành hạ ta rồi có ngay ta cho mi chẳng được chết yên lành. Liệu ếm cười đáp, người chưa lo xong cái xác ngươi có chết được yên lành không thì hoài công đâu mà lo chuyện kẻ khác. Vì tiểu bảo đẩy cửa đánh, binh, một cái, mở ra nói, bộ kinh sách kia không đưa cho Thái Hậu cũng chết, mà đưa ra cũng chết. Đằng nào ngươi cũng giết ta, ngươi tưởng ta ngu mốc đến độ còn hòng sống chăng liễu Yến cười đáp thái hậu đã bảo tha ngươi thì chắc thái hậu không giết nhiều lắm là móc cặp tròng mắt và chặt hai chân ngươi mà thôi vì tiểu bảo mắng liền mi tưởng thái hậu tử tế với y lắm ư mi giết ta rồi thái hậu cũng giết mi để bịt miệng câu này dường như trúng vào tâm sự của liễu yến thị ngẩn ra một chút nhưng rồi thị lại đầy mạnh lưng gã một cái vì tiểu bảo đứng không vững bị hất vào trong cửa phòng lúc ở ngoài gã đã nói nhiều phương di và tiểu quận chúa đều nghe rõ hai cô biết là có địch nhân rất hương ác tới nơi nằm co rúm vào trong chăn không dám thở mạnh liệu yến cười lạt nói không còn sớm sủa gì nữa ta chẳng dỗi hơi mà chờ ngươi mãi người lấy mau đi thị vừa nói vừa thúc vào lưng vi tiểu bảo vì tiểu bảo lại xô về phía trước bỗng gã ngó thấy hai đôi giày đàn bà đặt ngay ngắn trước giường. Lúc này trời đã tối, trong phòng lại không thắp đèn nên Liễu Yến chưa phát giác. Vì tiểu bảo la thầm, hỏng bét, gã mượn đà xông về phía trước, đẩy hai đôi giày vào gầm giường. Người gã chuồn vào theo, gã muốn dùng phương pháp lần trước đã giết Thụy Đống để sát hại à cung nữ béo ị này. Vì tiểu bảo chuồn vào gầm giường rồi, đưa tay mặt vào trong ống giày định rút gươm trùy thủ ra bất giác mắt cá chân phải gã bị siết chặt liệu yến nắm lấy chân vì tiểu bảo quát hỏi ngươi làm gì vậy vì tiểu bảo đáp ta kiếm kinh sách phò kinh này ta giấu ở dưới gầm giường liệu yến nói được rồi thì thấy gã ở trong gầm giường chắc không trốn đâu được liền buông tay ra vì tiểu bảo co người lại rốt chỉ tủ ra cầm tay liệu yến lại giục lấy sách ra lẹ đi vì tiểu bảo bỗng la lên trời ơi dường như sách bị chuột cắn nát cả rồi liệu yến nói ở trước mặt ta người đừng hòng ý lộng quỷ thấn vô ích ra đây mau thị vươn tay ra chụp nhưng không trúng vì vi tiểu bảo đã co mình vào áp tường liệu yến dướn người đi hai thước nữa người thị cũng chui vào gầm giường rồi lại vươn tay ra chụp vi tiểu bảo xoay mình rốt lưỡi gươm chùy thủ ra không một tiếng động liệu yến đã võ công tinh thâm lại phản ứng cực kỳ thần tốc mũi gươm vừa đụng vào mưa u bàn tay thị liền xoay tay mặt nắm lấy cổ tay vi tiểu bảo bóp mạnh một cái. Vi tiểu bảo mất hết kinh lực ở tay đành buông lưỡi chủy thủ ra. Liệu Yến cười hỏi, người định giết ta ư? Ta hãy móc một tròng mắt ngươi đã. Tay phải thị chịt lấy cổ họng vi tiểu bảo, tay trái đưa lên móc mắt gã. Vi tiểu bảo thét lên, trời ơi, có con rắn độc. Liệu Yến giật mình kinh hãi hỏi, rắn đâu? Đột nhiên thị, ối, lên một tiếng, Bàn tay chịp cổ vi tiểu bảo từ từ buông ra. Người thị dãy ruộng mấy cái rồi nằm co lại. Vi tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Gã từ trong ngậm rường chui ra. Bỗng nghe mộc kiếm bình hỏi. Đại ca, đại ca có bị thương không? Vi tiểu bảo vén mùng ra ngó. Thấy phương di ngồi trên giường. Hai tay nắm giữ chui kiếm mà thở hồng hộp. Mũi kiếm xuyên qua lần chăn đâm xuống ngậm giường ngập tận chui. Nguyên phương di thấy vi tiểu bảo lâm vào tình trạng nguy cấp liền ngồi trên giường phóng kiếm xuống. Thanh trường kiếm xuyên qua chăn và rát giường đâm trúng lưng liệu yến. Vì tiểu bảo phóng cước đá vào đít liệu yến thấy thị không nhúc nhích. Gã mừng quá rú lên, hào, hào tỷ tỷ, tỷ tỷ đã cứu mạng cho tiểu đề, nên biết võ công của liệu yến không phải tầm thường, dù phương di đánh lén thị trong đêm tối cũng khó mà thành công. Nhưng từ lúc vi tiểu bảo mở khóa phòng rồi, thị tuyệt không ngờ trong phòng có người ẩn nấp nhát kiếm này lại từ trên giường và cách một lần chăn đâm xuống chẳng có một chút triệu chứng gì trước khi động thủ. Khi thị giật mình phát giác thì mũi trường kiếm đã xuyên cuộn trái tim nổ. Trong trường hợp này dù là người bản lãnh cao cường gấp 10 lần cũng không thể nào tránh được. Có điều những tay cao thủ võ công bậc nhất thường tự trọng, quyết chẳng chịu chui vào gậm giường để bắt người như Liễu Yến. Vì tiểu bảo vẫn còn lo sợ Liễu Yến chưa chết, gã rút trường kiếm ra đâm qua lần chăn xuống dưới hai nhát nữa. Mục kiếm bình hỏi tên nữ ác nhân này là ai vậy? Sao thị hung tàn đến thế? Đại ca làm gì mà thị định móc trong mắt? Vì tiểu bảo đáp thị là thủ hạ của bộ điếm già hoàng thái hậu đó. Gã lại hỏi Phương Di, vết thương của tỷ tỷ đau lắm phải không? Phương Di trao mày đáp, không hề chi, thực ra nàng phóng nhát kiếm vừa rồi đã dùng sức quá mạnh, làm đụng đến vết thương đau đến người cơ hồ mất siêu. Chán toát mồ hôi nhỏ giọt, vì tiểu bảo nói chỉ lát nữa mụ điếm giả lại phái người đến bắt tại hạ. Vậy chúng ta phải nghĩ cách trốn đi bây giờ. Ồ, hai cô hãy cải trang làm thái giám. Chúng ta trà trộn với họ trốn ra khỏi hoàng cung. Hảo tỷ tỷ, tỷ tỷ có đi được không? Phương Di đã có thể gắng ngượng được. Vì tiểu bảo lấy hai tấm áo dài ra đưa cho hai cô nói. Các cô thay áo đi. Gã lôi sắc liễu yến ở trong gầm giường ra. Lượng lưỡi đao chủy thủ cất đi rồi lấy hoa thi phấn rắc lên mình thì một mặt gã thu xếp mau lẻ những ngân phiếu, bí lục võ công, ba pho tứ thập nhị trương kinh cùng một ít tiền bạc, châu báu, gói vào trong bọc. Vì tiểu bảo sực nhớ tới lời sư phụ dặn bảo là tấm áo màu đen có thể bảo vệ con người, gã liền mở lấy dương ra, liệm vào trong màn nói, hảo tỷ tỷ, tỷ tỷ mặc tấm áo này vào mình là đau thương đâm chém không thùng. Phương Di đáp đệ đệ tự mặc vào mình hay hơn, vì tính mạng của đệ đệ lúc này rất quan hệ vì tiểu bảo nói trong người tỷ tỷ bị thương nếu gặp bọn thị vệ trong cung mà xảy ra cuộc động thù thì nguy hiểm vô cùng tỷ tỷ mặc vào lẹ đi phương di vẫn không chịu bảo mộc kiếm bình tiểu quận chúa mặc đi mục kiếm bình đáp thương thế của tỷ tỷ nặng hơn tiểu muội nhiều y muốn dành cho tỷ tỷ sao tỷ tỷ còn chối hoài phương di lại bảo vi tiểu bảo thái hậu muốn hại đệ đệ vậy đệ đệ mặc vào hay hơn nàng vừa nói vừa liệm tấm áo ra ngoài. Vì tiểu bảo nói tỷ tỷ không chịu mặc, để tiểu đệ mặc vào cho. Gã nói rồi vén màn toan chui vào. một kiếm bình la lên, đại ca ra đi, ra đi, để chị em tỷ tỷ thay áo. Vì tiểu bảo đáp y không chịu mặc, nên ta phải ra tay. Phương Di thở dài nói, thôi được, đệ đệ đưa cho ta. Nàng thò tay ra ngoài màn lấy áo mặc. Vì tiểu bảo kiểm lại những di vật của hải lão công, lấy thêm mấy bình thuốc. Mộc Kiếm Bình thay áo rồi bước xuống trước, vì tiểu bảo khen, thật là một vị tiểu thái giám hình dong tuấn tú, để ta búi tóc cho. Lát sau Phương Di cũng ra khỏi giường, người nàng cao hơn Vi tiểu bảo nên mặc áo gã vừa chật vừa ngắn. Nàng soi gương không nhịn được phải phi cười. Hồi 63, công tử Ninh xảy cuộc phong ba. Mộc Kiếm Bình cười nói, để tiểu muội búi tóc cho sư tỷ, còn đại ca búi tóc cho tiểu muội vì tiểu bảo nắm lấy mớ tóc dài trên đầu mộc kiếm bình quấn bừa vào thành một búi to tướng mộc kiếm bình la lên trời ơi đại ca làm xấu quá coi không được tiểu muội phải làm lại vì tiểu bảo đáp để lúc nào rảnh hãy làm lại bây giờ trời tối rồi chưa ra khỏi cung được mụ điếm giả không thấy con heo mập về báo e rằng mụ sẽ phái người tới bắt ta ngay chúng ta trước hết hãy tìm nơi ẩn mình sáng sớm mai sẽ ra khỏi hoàng cung phương di hỏi thái hậu không phái người đi tra xét các nơi ư vì tiểu bảo đáp mình hãy biết ra khỏi nơi đây rồi sẽ tùy cơ ứng biến gã sực nhớ tới căn phòng ngày trước đã cùng vua khang hy tỉ võ là một nơi tĩnh mịch trước nay chưa có người thứ ba nào bước vào gã liền dìu hai cô đi về phía căn nhà đó mộc kiếm bình bị thương ở chân không nặng lắm còn gắng gượng đi được nhưng phương di hễ cất bước là trước ngực đau nhói lên không chịu nổi vì tiểu bảo đưa tay mặt ra giữ lấy lưng nàng nửa đỡ nửa ôm tiến về phía trước may lúc này trời đã về đêm gã hết sức tránh né tìm những đường vắng mà đi thỉnh thoảng gặp mấy tên thái giám nhưng chẳng ai chú ý ba người vào căn nhà đó rồi mới thở phào một cái nhẹ nhõm vì tiểu bảo xoay tay đóng cửa cài then đoạn đỡ phương di ngồi xuống ghế khẽ nói chúng ta ở trong này đừng có lên tiếng vì bên ngoài là dãy hành lang chứ không tĩnh mịch vắng vẻ như gian phòng của tại hạ. Bóng tối mỗi lúc một giày đặc, ban đầu ba người nhìn còn rõ mặt nhau, về sau chỉ thấy bóng người lờ mờ. Một kiếm bình nhớ tới búi tóc vi tiểu bảo quấn không coi được, cô liền tháo ra búi lại. Phương Di nắn búi tóc của nàng đột nhiên khẽ bật tiếng la, ô hay, vì tiểu bảo khẽ hỏi, chuyện gì vậy, Phương Di đáp không có chuyện gì đâu, tỉ tỉ rớt mất cảnh thoa mộc kiếm bình nói ngay à phải rồi tiểu muội cởi mớ tóc của sư tỷ đã cầm cây ngân thoa đặt xuống bàn khi búi tóc xong cho sư tỷ quên chưa cài vào đầu thế thì hỏng bét có phải cành thoa này của lưu sư ca đã tặng cho sư tỷ không phương di gạt đi cành ngân thoa có chi đáng kể mất thì thôi vì tiểu bảo nghe nàng bảo không cần gì mà thực ra thanh âm có vẻ luyến tiếc Gã nghĩ bụng đã là người tử tế thì làm việc gì cũng phải cho đến nơi. Ta phải lén về phòng lấy cho y mới được. Gã nghĩ vậy, ngồi lặng lặng một lúc lâu mới nói, đói bụng quá rồi, chờ đến sáng mai e không còn sức để lên đường. Tại hạ đi kiếm gì về ăn mới được. Mục kiếm bình dặn đại ca đi mau rồi trở về nghe. Vì tiểu bảo đáp được rồi. Gã đứng tựa cửa nghe ngóng bên ngoài không có người mới mở cửa bước ra. Gã bước lẹ về phòng mình chỉ sợ Thái Hậu đã phái thủ hạ tới canh giữ rồi. Gã quanh ra phía sau, lắng tay nghe hồi lâu, biết đích xác trong nhà cũng như bên ngoài không có người mới đẩy cửa sổ chuồn vào. Lúc này ánh trăng tranh trách chiếu vào, soi rõ cảnh ngân thoa để trên bàn. Vì tiểu bảo cầm lấy cành thoa bạc, thấy cách chế tạo thô sơ không đáng mấy đồng cân bạc, thì nghĩ bụng, Lưu Nhất Chu là một thằng lỏi nghèo kiết mới dùng thứ lễ vật rẻ tiền này tặng phương cô nương gã nhổ nước miếng vào cành thoa ra chiều khinh bỉ sau gã lại lau đi bỏ vào bọc vì tiểu bảo thò tay vào đầu giường nhắc lấy cái bình thiếc đựng bánh hãy còn đến quá nửa gã cầm bình bánh toan bò ra ngoài cửa sổ ra ngoài nhưng dưới ánh trăng gã nhìn rõ trước giường có một đôi hài thêu màu hồng chìa ra ngoài còn cả chân người sỏ vào nhiên thi thể liệu yến bị chất hóa thi tán làm cho tiêu tan rồi nhưng mặt đất gần giường lại không bằng phẳng dốc vào phía trong nước vàng ở xác chết tan ra động xuống cuối giường hai cái chân vì nước vàng không chảy tới nên vẫn còn nguyên chưa tiêu hóa vì tiểu bảo lúc vừa ngó thấy không khỏi giật mình kinh hãi dưới ánh trăng tỏ đôi chân sỏ dày hồng là một cảnh tượng khủng khiếp gã quay lại toan cầm đôi chân đã đứt rời liệng vào vũng nước vàng nhưng lúc này vũng nước khô rồi mà hóa thi tan gã lại bỏ vào bọc đem để ở chỗ phương di và mộc kiếm bình trong lòng xoay chuyển ý nghĩ dạ trẻ thơ lại nổi lên gã lẩm bẩm mẹ kiếp phen này lão gia ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại trông mặt mụ điếm già nữa âu là ta đem hai cái chân này bỏ vào cung để ham mụ mộ một phen cho phải sợ chết người gã liền lấy mảnh áo dài quấn hai chiếc chân lại cẩn thận rồi mới bỏ ra ngoài cửa sổ lén lút đi về phía cung tử ninh khi gần tới nơi gã không dám theo đường chính ẩn mình vào sau bụi hoa rón rén đi từng bước vừa đi vừa nghe ngóng gã nghĩ bụng nếu mình sơ ý một chút để mụ điếm bắt được tức là tự chui đầu vào bẫy. Gã vừa khiếp sợ vừa cảm thấy hứng thú, tiếp tục đi từng bước một lại gần tầm cung của Thái Hậu. Lòng bàn tay vi tiểu bảo ướt đẫm mồ hôi, gã nghĩ thầm ta mà đề cặp, giò heo, này ở trên bậc đá ngoài cửa, sáng mai mụ trông thấy liệm xuống sân thì hỏng bét. Gã liền gión rén đi thêm mấy bước chợt nghe có tiếng đê làn ông cất lên, A à, yến đến bây giờ sao chưa thấy về hay in làm gặp chuyện gì rồi vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ tự hỏi trong phòng sao lại có đàn ông thanh âm người này đúng không phải thái giám chẳng lẽ mộ điếm già này cũng có làng chơi ha ha lão gia phải bắt gian mới được gã nghĩ tới hai chữ bắt gian tuy khoan khoái nhưng dù lớn mật đến đâu cũng chẳng dám làm có điều gã động tính hiếu kỳ không chịu đặt đôi chân xuống rồi bỏ đi gã nhón gót tiến thêm mấy bước về phía phát ra thanh âm mỗi bước gã cất chân rất khẽ, đặt xuống càng chậm chạp hơn để đề phòng dẫm lên cành khô không phát ra tiếng động. Lại nghe tiếng đàn ông hắng giọng rồi nói tiếp: ta e rằng không khéo lại phát sinh biến cố. Thái hậu đã biết gã tiểu quỷ đó xảo quyệt phi thường thì sao lại để một mình a yến dẫn gã đi? Vì tiểu bảo tự nhủ, té ra họ nói chuyện mình, vậy mình phải nghe coi mới được. Tiếp theo thanh âm đàn bà đáp lại, võ công của a yến cao thâm gấp 10 gã y còn là người cơ cảnh dị thường đề phòng từng bước thì còn xây chuyện gì được nữa đúng là thanh âm thái hậu bà ngừng lại một chút rồi tiếp chắc mấy pho kinh đó gã tiểu quỷ cất ở nơi xa a à yến còn áp giải gã đi lấy nên về chậm tiếng đàn ông nói lấy được kinh sách về là hay bằng không thì hừ hừ giọng nói người này có vẻ gay gắt đối với thái hậu mà hắn ăn nói như vậy thật là vô lễ quá chừng vì tiểu bảo càng nghe càng lấy làm lạ tự hỏi trong thiên hà còn ai dám ăn nói với mụ như vậy phải chăng là lão hoàng đế từ ngũ đài sơn trở về vì tiểu bảo nghĩ tới vua thuận trị trở về hoàng cung thì cao hứng vô cùng gã muốn mần tuồng mấy câu cho khoái lại nghe thái hậu đáp đại ca nên biết ta đã hết sức làm việc này một người có địa vị như ta chẳng thể tự mình áp giải một tên tiểu thái giám đi lại trong hoàng thành Ta chỉ ra khỏi công tử Ninh một bước là bọn công nữ cùng thái giám đi theo một chuỗi dài thì còn làm gì được. Người đàn ông hỏi, sao thái hậu không đợi đến đêm khuya hãy xong gã đi. Không thế thì báo cho tay hay để ta dẫn gã đi lấy kinh sách. Thái hậu đáp, ta không dám phiền đến đại ca. Đại ca ở trong này chẳng thể lộ hình tích được. Người đàn ông kia cười lạt hỏi, đã làm việc lớn thì còn ý kỳ thế nào được. Ta biết rồi. Thái hậu không muốn thông chi cho ta sợ ta đoạt mất công lao của Thái hậu. Thái hậu đáp, ta còn muốn công lao làm gì nữa? Có công lao cũng vậy mà chẳng công lao cũng thế. Giọng nói của bà đầy vẻ oán hận, nếu vì tiểu bảo không nghe được rõ là thanh âm của Thái hậu thì gã cũng chỉ cho là mụ cung nữ già bị người ta trách phạt rồi nổi giọng hơn oán. Hai người trong phòng hạ thấp giọng nói rất khẽ, nhưng gã đã đứng gần lại đêm khuya tĩnh mịch, không một tiếng động nào khác nên gã mới nghe rõ và không thể sai lầm được. Nhưng gã nghe hai người nói những gì tranh đoạt công lao thì ra người đàn ông kia lại không phải là thuận trị hoàng đế. Vì tiểu bảo không tài nào dẹp nổi tính hiếu kỳ, gã chậm chạp bò đến bên cửa sổ dòm qua khe hở vào trong thì thấy thái hậu nghiêm người trên ghế. Một cung nữ hai tay chắp để sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Ngoài hai người không còn ai hết, vì tiểu bảo tự hỏi thằng cha đàn ông kia đi đâu mất rồi. Bỗng thấy ả à cung nữ quay lại nói, ta phải đi coi xem, không thể chờ được nữa. Thị mờ bờ khiến vi tiểu bảo giật bắn người. Nguyên ả à cung nữ này nói tiếng đàn ông. Vừa rồi cũng là thị nói nhưng vi tiểu bảo bò dạp dưới đất không ngừng lên nhìn mặt thị. Thái hậu nói, ta cùng đi với đại ca. Ả à cung nữ cười khẩy hỏi lại, thái hậu ngồi nhà không yên tâm chớ gì. Thái hậu đáp, ta chẳng có điều chi không yên lòng nhưng ta sợ A à Yến có hành động cổ quái thì hai chúng ta liên thủ kiềm chế y dễ hơn. À, cung nữ kia gật đầu đáp, cái đó cũng nên đề phòng lỡ ra có thể chết đuối đa đèn. Thái hậu gật đầu rồi tiến lại bên giường lật chăn đệm lên lại mở một tấm ván. Dưới ánh đèn, ánh thanh quang lấp lánh, trong tay thái hậu đã cầm một thanh đoàn kiếm, vì tiểu bảo nghĩ thầm, té ra trên đầu giường ngủ còn có cơ quan này, ngủ đề phòng người đến hành thích đoàn kiếm không tra vào vỏ mà để trần là phòng khi thò tay chụp lấy có thể giết người được ngay, không phải rút kiếm ra khỏi vỏ nữa. Thế mới biết trong lúc muôn phần khẩn cấp họ tranh thủ thời gian cả một nháy mắt. Thái hậu cùng cung nữ ra khỏi cung từ ninh, trong phòng vẫn để đèn lửa. Vì tiểu bảo tự nhủ ta đem cặp, giò heo này đặt vào cái hộp ở đầu giường của mụ điếm, để khi mụ cất đoàn kiếm vào đó, đột nhiên sờ thấy giò heo, nhất định mụ phải chết khiếp cho bỏ ghét gã cảm thấy chủ ý của mình là tuyệt diệu liền lặng người tiến vào phòng. Gã vừa lật chăn đệm lên thì thấy trên mặt tấm ván ở đầu giường có cái khay đồng nhỏ, thò ngón tay vào kéo được lên ngay. Tấm ván rộng chừng một thước, dài hai thước, phía dưới là cái hộp gỗ không có nắp, trong hộp hiển nhiên đựng ba bộ kinh sách, chính là ba pho tứ thập nhị chương kinh mà gã đã thấy trước rồi. Ba pho tượng kinh này của Thái Hậu một pho còn lại hai pho vi tiểu bảo đã lấy được trong phủ ngao bái đem về cho bà. Vì tiểu bảo cả mừng lẩm bẩm chẳng hiểu ba pho kinh này dùng làm cái đếch gì mà người nào cũng trân trọng. Tiện đây ta lấy đi để mụ điếm giả tức đến mất người. Trong hộp còn mấy cuốn sách khác và đồ vặt, nhưng trong lúc hoang mang gã không dám coi lâu, gã hấp tấp lấy ra hết cùng ba bộ kinh sách, gã keo tấm khăn dài bàn gói lại thành một bọc. Vì tiểu bảo lại mở đôi chân của liệu yến gói và mảnh áo trường ra đặt vào hộp gỗ rồi đậy tấm ván lên, kéo chân đệm lại như cũ. Gã toàn xoay mình trở ra, bỗng nghe cửa phòng kẹt mở. Có người đẩy cửa tiến vào, vì tiểu bảo nghe tiếng chẳng còn hồn vía nào nữa. Gã yên chí là thái hậu cùng à cung nữ kia trở về. Gã không hiểu tại sao họ về lẹ thế, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hết hoảng chui xuống ngậm giường trong lòng lo lắng than thầm khổ quá phen này thật là nguy to gã chỉ còn hy vọng thái hậu bỏ quên vật gì quay trở lại lấy rồi lại ra đi tìm mình gã lại mong vật gì mà bà quên đó không phải để ở trong hộp gỗ trên đầu giường bỗng nghe tiếng bước chân vừa nhẹ vừa mong người tiến vào lại là một nữ nhân người đàn bà này chân đi hài màu lục cụ ẩn cũng màu lục vì tiểu bảo trông quần nhận ra là tên công nữ gã tự hỏi té ra đây là một tên cung nữ phục thị thái hậu chẳng hiểu y có phải là nhị sơ không nếu không ra lập tức thì ta đành phải giết y nhưng hay hơn hết là chờ y tiến lại trước giường ta sẽ động thù gã rút dao chùy thủ ra cầm sẵn trong tay Lâm lâm chờ ả à cung nữ đi tới là phóng đao từ dưới chân đâm lên nhằm vào bụng thị gã chỉ mong cho thị mất mạng mà không hiểu vì đâu lại nghe tiếng cung nữ mở ngăn kéo rồi mở tủ động tác cực kỳ mau lẹ. gã không hiểu thị kiếm vật gì mà thủy trung không tiến về phía trước giường tiếp theo những tiếng sột soạt vang lên vì tiểu bảo biết thị dùng lợi khí sắc bén để phá dương gã giật mình kinh hãi tự hỏi ả à này không phải công nữ tầm thường mới dám vào phòng thái hậu ăn cắp đồ vật phải chăng thị cũng muốn ăn cắp ba pho tứ thập nhị trương kinh trong tay thị đã có đao kiếm tất nhiên võ nghệ cao cường nếu ta ra mặt thì đừng nói chuyện giết thị mà e rằng thị giết mình trước. Gã lại nghe tiếng công nữ lục soát trong dương một hồi. Sau đó thị lại phá ba cái dương ở mé tây để tìm kiếm. Vì tiểu bảo nóng ruột mắng thầm, còn đợi này mãi không chạy đi. Mụ điếm già sắp trở về rồi đó. Mi bị uổng mảng thì cũng chẳng có chi đáng tiếc. Nhưng làm lụy lão ra phải theo mi về trầu trời thì ra cái mật mi lớn quá. Người kia không kiếm được vật gì dường như cũng bồn chồn trong giả thị lục lõi rất mau trong các dương gỗ. Vì tiểu bảo nghĩ bụng chi bằng ta liệm kinh sách ra cho thị để thị chạy lẹ đi. Giữa lúc ấy ngoài cửa có tiếng bước chân người vang lên. Tiếp theo là tiếng thái hậu nói ta chắc con tiện nhân liệu yến lấy được kinh sách rồi bỏ đi mất hút. Cung nữ ở trong phòng nghe tiếng người nói không kịp trốn chạy liền đứng ẩn vào trong tủ rồi đóng cửa lại. À, cung nữ nói tiếng đàn ông cất lên hỏi, Thái hậu có sai liệu yến đi lấy kinh sách thật không? ta biết đâu được lời thái hậu là chân hay giả thái hậu tức giận hỏi lại đại ca bảo sao ta không sai liệu yến đi lấy kinh sách ư ừ, vậy ta sai y đi làm gì à cung nữ đáp thái hậu muốn dở trò quỷ gì thì ta biết thế nào được không chừng thái hậu muốn trừ khử liễu yến như nhổ chiếc đinh trước mắt có khi y bị giết chết rồi thái hậu tức quá hắng giọng hai tiếng rồi hỏi ngươi là sư huynh mà còn thốt ra những lời chẳng có nghĩa lý chi hết Liệu Yến là sư muội của ta khi nào ta lại lớn mật hành động như vậy? À cung nữ cười khẩy nói móc Thái Hậu vốn là người lớn mật, tâm địa hung tàn, thủ đoạn độc ác, bất cứ việc gì cũng dám làm. Vì tiểu bảo nghe Thái Hậu kêu à cung nữ bằng sư huynh và Liệu Yến là sư muội thì càng lấy làm kỳ. Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng, vừa ngó thấy hòm xỉng trong phòng bị phá tan, đồ vật quăng đầy ra mặt đất hai người đồng thời bật tiếng la, ô hay nét mặt lộ vẻ kinh hãi không biết đến thế nào mà nói. Thái hậu bật tiếng la, có người đến ăn trộm kinh sách, bà chạy lại đầu giường lật chăn đệm, mở tấm ván gỗ ra thì kinh sách trong hộp biến mất rồi. Bà không tự chủ được, la hoảng, trời ơi, thái hậu ngó lại thấy cái bọc chân gãy của liệu yến, thất kinh hỏi, cái gì thế này? Người cung nữ kia vươn tay ra cầm lấy đáp chân người đàn bà, thái hậu run lên nói, thế thì liệu yến rồi, y bị người giết chết cung nữ kia cười lạt nói, ta nói có sai đâu. Thái hậu vừa kinh hãi vừa tức giận hỏi, nói cái gì không sai. Cung nữ đáp, chỗ giấu kinh là nơi bí mật. Cả thiên hạ chỉ mình thái hậu biết, liễu sư muội mà không bị thái hậu sát hại thì sao chân y lại ở đây? Thái hậu hằn học hỏi, lúc này mà sư huynh còn nói chuyện nhắm mắt được ư? Kẻ lấy cắp kinh sách chắc chưa chạy xa, chúng ta rượt theo cho mong. Tên cung nữ đã đúng thế, không chừng nó còn ở trong cung từ ninh này thái hậu xoay mình lại ngó vào cái tủ đứng cất bước đi tới dường như bà đã sinh lòng ngờ vực vì tiểu bảo hồn vía lên mây trái tim đập thình thình tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực ngọn đèn lay động ánh đao thấp thoáng chiếu xuống mặt đất vì tiểu bảo nghĩ thầm thái hậu mà tay trái mở tủ tay mặt cầm đao phóng vào thì ả à, cung nữ trong tủ không còn thể ẩn nấp được nữa gã ngó thấy thái hậu khoa chân cất bước đã tới gần tủ đứng còn cách không đầy hai thước. Đột nhiên, sầm, một tiếng vang lên, cái tủ đổ xuống về phía Thái Hậu. Thái Hậu giật mình vội nhảy lùi lại, quần áo trong tủ đủ màu sắc tới tấp bay ra quấn lên đầu Thái Hậu. Thái Hậu vội đưa tay lên hất đi thì lại một túm áo lớn liệng tới trước mặt, rồi bà rú lên một tiếng, úi chao, nguyên trong túm quần áo này có người. À cung nữ ẩn bên trong làm đổ tủ xuống lại liệp áo ra khiến thái hậu chân tay luống cuống rồi thị đánh một đòn mà thành công. À cung nữ nói tiếng đàn ông ban đầu đứng ngoài chớ không trợ lực. Bây giờ hắn nghe tiếng thái hậu rú lên liền phóng trưởng đánh về phía tung áo. Vì tiểu bảo thấy, cung nữ quần áo màu lục từ trong tung áo nhảy ra. Tay thị cầm không biết thứ binh khí gì nhảy sổ về phía cung nữ nói tiếng đàn ông. Cung nữ này phóng trưởng đánh ra, cung nữ áo lục nghiêng mình né tránh rồi lại xông vào. Thân pháp thị cực kỳ mau lẻ. Vì tiểu bảo nép mình dưới gấm giường chỉ nhìn thấy bốn chân của hai người. À, công nữ nói tiếng đàn ông mặc quần màu xám, đi giày bằng đoạn đen. Gã lại thấy hai chân đi giày màu lục chợt tiến chợt thoái, lúc nhảy lên lúc hạ xuống. Còn đôi chân đi giày đen thì thỉnh thoảng mới tiến lên hay lùi lại một bước. Hai ả à công nữ đánh nhau kịch liệt mà không thấy tiếng binh khí chạm nhau. Hiển nhiên mụ công nữ nói tiếng đàn ông không có khí giới, nên chỉ nghe trưởng phong rít veo véo hai bên chiến đấu một lúc đột nhiên trước mặt tối sầm lại trong ba cây đèn nến một cây đã bị trường phong quạt tắt vì tiểu bảo lẩm bẩm tạ ơn trời đất còn hai ngọn nến nữa mà tắt hết thì ta có thể nhớ bóng tối yểm hộ để trốn ra quả nhiên trường phong rít lên thêm một cây nến nữa tắt phụt hai ả à công nữ cứ lặng lặng chiến đấu không một ai mở miệng dường như họ sợ kinh động người ngoài nguyên cung từ ninh trước nay rất đông thái giám cùng cung nữ trong cung xảy ra cuộc đại náo, đáng lý Trung phát giác và kéo đến nơi rồi mới phải. Thế mà cho đến bây giờ chung quanh vẫn lặng ngắt như tờ. Phải chăng Thái Hậu đã ra nghiêm lệnh nếu không hô hoán thì không ai được dòm ngó. Lại một hồi loảng choảng vang lên, bàn ghế gãy nát, những mảnh gỗ bắn tung tóe. Vì tiểu bảo ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm, mụ công nữ nói tiếng đàn ông kia võ công rất ghê gớm. Trường phong của mụ vọt ra làm cho bàn ghế gãy nát bất thình lình có tiếng người khẽ la, ánh bạch quang lấp loáng. Tiếp theo nghe đánh, rột, một cái, dường như khi giới của cung nữ áo lục bị tuột tay bay lên cắm vào xà nhà. Kế đó đột nhiên không thấy bốn bàn chân đâu nữa, cả hai người cùng ngã lăn xuống đất quần thảo với nhau. Lúc này vi tiểu bào nhìn rất rõ, gã thấy hai người bốn tay đang thi triển cầm nã thủ pháp và cách nhau trong vòng hai thước. Những chiêu tấn công cũng như phòng vệ đều nguy hiểm vô cùng võ công vi tiểu bảo rất thấp kém, nhưng về cầm nã thủ pháp gã đã luyện được một thời gian khá lâu, lại hàng ngày cùng vua Khang Hy chiết dài. Bây giờ gã thấy hai tên cung nữ ra chiêu cực kỳ thần tốc, gã còn nhận ra chiêu nào cũng lợi hại, nào móc mắt, nào đấm ngực, nào bẻ cổ, nào khóa hỏng, nào điểm huyệt, nào trận mạch, nào vặn tay. Chiêu nào cũng nhằm đánh vào chỗ trọng yếu, còn đối phương vừa thủ vừa công, cả hai bên ra chiêu mỗi lúc một hiểm độc khủng khiếp. Hồi 64, Tiểu Công Công thổ lộ chân tình. Vì Tiểu Bảo coi cuộc đấu sinh tử hồi lâu, hai người dần dần đã phân cao thấp. cung nữ áo lục ra chiêu rất mau lẻ, thủ pháp cũng cực kỳ lợi hại. Còn cung nữ nói tiếng đàn ông mặc áo xám thì thủ pháp ban đầu cũng rất thấn tốc nhưng về sau dần dần chậm lại. Đối phương đánh ba bốn chiêu mụ mới trả lại một chiêu có điều chiêu số của mụ để chống lại đối phương, vì tiểu bảo cảm thấy trái tim mình cũng đập tùy theo thủ trưởng của hai người mà lúc nhanh lúc chậm. Trong lòng gã Thủy chung mong mỏi một điều, còn một ngọn nến kia, làm sao mãi không tắt, sự thực lúc này hai người đang chiến đấu kịch liệt, bao nhiêu tâm tư tập trung hết vào cuộc đấu. Dù gã cứ đường hoàng từ dưới gầm giường chui ra rồi đường hoàng rông tuốt, thì hai mụ cung nữ có nhìn thấy cũng chỉ kinh ngạc đôi chút, chứ chẳng ai rảnh mà ra tay cản trở đột nhiên ánh nến tối đi, rồi nghe thanh âm đàn bà khẽ rên một tiếng. Ngọn nến sáng trở lại, vì tiểu bảo nhận thấy à cung nữ mặc áo xám đã đè được lên người cung nữ mặc áo lục. khuỷu tay mặt mụ đặt ngang trên cổ học đối phương, tay trái cung nữ mặc áo lục cũng bị địch nhân đưa ra ngoài cửa, còn tay mặt thị nào đâm, nào chụp ra chiêu tới tấp, nhưng đều bị tay trái đối phương hóa giải. Luồng lực đạo đè lên cổ họng cung nữ áo lục mỗi lúc một nặng cơ hồ nghẹt thở tay mặt cung nữ áo lục ra chiêu, mỗi lúc một chậm lại, thị vung hai chân đá bổ thượng loạn lên, xem Trừng thị sẽ bị địch nhân đè chết trong khoảnh khắc. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, mụ cung nữ áo xám này bóp chết được đối thủ rồi, nếu mụ lại cúi đầu xuống kiếm kinh sách thì vi tiểu bảo này sẽ biến thành vi tử bảo. Lúc này gã không nghĩ nhiều được nữa, nhích gần người ra khỏi gầm giường bỗng gã giơ tay lên phóng dao chùy thủ đâm vào sau lưng ả à cung nữ áo xám rồi rạch ngược lên thành một vệt dài đoạn gã lập tức nhảy lùi lại cung nữ áo xám kêu thét lên một tiếng nhảy sổ tới hai tay mụ chít cổ vi tiểu bảo mà bóp thật mạnh vi tiểu bảo bị bóp đến lè lưỡi ra trước mặt gã tối sầm lại từng hồi cung nữ áo lục nhảy vọt tới vung cường tay mặt lên chém xuống má bên trái cung nữ áo xám tay trái thì túm lấy đầu tóc mụ giật mạnh về phía sau một cái. Đột nhiên tay thị nhẹ bỗng, nếu tóc kia thị đã lôi ra khỏi đầu đối phương để lộ cái đầu chọc tiếu. Nguyên mớ tóc này chỉ là tóc giả, cung nữ áo xám hai tay đang chịt cổ vi tiểu bảo tự nhiên buông ra. Mụ ngoẹo đầu mấy cái rồi co rúm lại, máu tươi ở sau lưng tuôn ra như suối, xem chừng sắp chết đến nơi. À cung nữ áo lục nói đa tạ tiểu công công đã cứu mạng cho nô tài vi tiểu bảo gật đầu gã vẫn chưa hết khiếp sợ đưa tay mặt lên sờ đầu mình giơ tay trái trỏ vào cái đầu chọc của cung nữ áo sáng ấp úng hỏi ngủ ngủ cung nữ áo lục đáp hắn là đàn ông cải dạng nữ trang để trà trộn vào cung thị chưa dứt lời ngoài cửa có tiếng người la có thích khách có thích khách giọng nói ái nam ái nữ đúng là thanh âm của thái giám cung nữ mặc áo màu lục một tay cắp vi tiểu bảo một tay phá cửa sổ chuồn ra thị vung tay trái lên, bỗng nghe đánh, huỵch, một tiếng, tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Nguyên tên thái giám kia đã bị trúng am khí, té nhào xuống đất. Cùng nữ áo lục nhắc người vi tiểu bào lên chạy thẳng ra hướng bắc rồi rẽ về phía tây, tiến vào cửa dưỡng hoa theo đường nhỏ đi quanh vũ hoa các, bảo hoa điện, đến bên hòa trường cạnh cung phúc kiến, thị mới đặt gã xuống. Vi tiểu bào ở trong cung hơn một năm, so với lúc gã mới tới đã cao lớn và nặng hơn nhiều à, cung nữ áo lục cũng chỉ cao bằng gã, tấm thân lại mảnh rẻ mà nhấc bổng gã lên chạy thật nhanh, như sách một đứa con nít chẳng khó nhọc chút nào thì đủ biết nội công thị không phải hạng tầm thường. Vì tiểu bảo khen, bản lãnh giỏi quá, bản lãnh giỏi quá, hòa trường này ở gần Tây Thiết Môn là nơi để đết những phế vật. Ban đêm yên lặng như tờ, cung nữ áo lục hỏi, tiểu công công, quy tính đại danh là gì? Vì tiểu bảo đáp tại hạ là tiểu quế tử. Cung nữ, ồ, lên một tiếng rồi nói, té ra công công ngày trước đã ra tay bắt ngao bái và là một vị công công được hoàng thượng rất sủng ái. Vì tiểu bảo mỉm cười đáp, không dám, lúc ở trong tầm cung của Thái hậu gã đã thấy ả à cung nữ này rồi, nhưng lúc đó còn hoảng hốt không yên tâm để nhìn kỹ. Bây giờ gã coi lại thấy ả à, ít ra đã ngoài bốn chục tuổi, liền hỏi, tỷ tỷ, cách xưng hô tỷ tỷ thế nào? Ả à, cung nữ ngần ngừ một chút rồi đáp, bây giờ chúng ta họa phúc coi nhau, ta bất tất phải nói dối công công nữa. ta họ đào nên người trong cung kêu bằng đào cung nga. người chui xuống gầm giường thái hậu làm gì? vì tiểu bảo buột miệng hàm hồ đáp tại hạ vâng thánh chỉ đến bắt gian phu của thái hậu. đào cung nga nghe vi tiểu bảo nói vậy ngạc nhiên hỏi hoàng thượng cũng biết người cung nữ đó là đàn ông rồi ư? vì tiểu bảo đáp hoàng thượng chỉ nghe mong manh chứ chưa biết đích thực nội vụ. đào cung nga nói ta ta giết chết thái hậu vụ này chỉ trong nháy mắt là náo động long trời lở đất lập tức bọn thị vệ đóng chặt cửa công mở cuộc lục soát vậy ta phải trốn ngay đi mới được tiểu bằng hữu sau này chúng ta sẽ có ngày tái hội vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng thái hậu chết rồi là ta ở trong cung được thái bình vô sự nhưng nếu họ đóng cửa công mở cuộc điều tra thì phương di và mộc kiếm bình tất bại lộ hành tàng thật là hỏng bét biết làm thế nào bây giờ gã chợt động tâm cơ đã đào tỷ tỷ tiểu đệ có cách này tỷ tỷ xem liệu có trôi không đào công nga hỏi cách gì tiểu bằng hữu thử nói nghe vì tiểu bảo đã bây giờ tiểu đệ lập tức vào ra mắt hoàng thượng bẩm báo chính mắt mình trông thấy thái hậu bị tên cung nữ hạ sát hiện thái hậu chết rồi còn tìm đâu ra đối chứng để truy cứu nữa vậy tỷ tỷ bất tất phải trốn khỏi hoàng cung đào công nga trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại kế này không xong rồi vì còn tên thái giám kia ai đã hạ sát vì tiểu bảo đáp tiểu đệ cũng báo cáo là tên cung nữ giả đã giết hắn đào công nga giải thích tiểu bằng hữu vụ này rất nguy hiểm hoàng thượng tuy sủng ái tiểu bằng hữu nhưng chắc ngài cũng giết tiểu bằng hữu để bịt miệng vì tiểu bảo run lên hỏi hoàng thượng mà cũng giết tiểu đệ ư tại sao vậy Đào Công Nga cười lạt đáp, Thái Hậu là mẫu thân của Hoàng thượng đi tư thông với đàn ông mà để sự việc tiết lộ ra ngoài thì còn chi thể diện của nhà vua. Ta nghĩ rằng tiểu bằng hữu phải bưng kín miệng bình chớ có gì răng, Hoàng thượng nghe chuyện này, mỗi lần gặp tiểu bằng hữu tắt long tâm không khỏi hồ thẹn. Sớm muộn gì tiểu bằng hữu cũng bị họa sát thân, vì tiểu bảo ngập ngừng, Hoàng thượng, cũng tàn độc đến thế ư nhưng trong lòng gã cho là đào công Nga nói đúng và gã quyết định phải giấu nhẹm chuyện này, không thể tâu lên hoàng đế. Giữa lúc ấy mé nam có tiếng đồng la vang lên, tiếp theo cả bốn mặt tám phương nổi lên từng hồi báo động tựa hồ trong cung xảy hỏa tai hay có việc khẩn cấp. Bao nhiêu thái giám cùng thị vệ cùng lập tức cử động. Đào công Nga nói, chúng ta không trốn ra được rồi, tiểu bằng hữu giả vờ đi giúp họ sục tìm thích khách, còn ta đành về phòng ngủ rồi sẽ tùy cơ ứng biến mụ vươn tay trái ôm lấy lưng vi tiểu bảo cắp chạy lộn về phía tây đến bên điện anh hoa rồi bỏ gã xuống khẽ dặn tiểu bằng hữu hãy coi chừng đoạn mụ xoay mình ẩn vào sau một góc tường vì tiểu bảo vẫn băn khoăn về phương di và mộc kiếm bình gã vội chạy tới chỗ giấu hai nàng tiếng đồng la mỗi lúc một khẩn cấp tiếp theo là tiếng người huyên náo vì tiểu bảo chạy tục mạc đến gian phòng kia la lên ta đã trở về đây Mục kiếm bình hỏi, họ làm gì mà khua đồng la nhộn thế? Phải chăng họ truy nã chúng ta? Vì tiểu bảo đáp, không phải đâu, chúng ta trở về phòng yên ổn hơn. Mục kiếm bình kinh ngạc hỏi, về phòng mình ư, nhưng, bọn ta đã giết người. Vì tiểu bảo ngắt lời, bất tất phải sợ hãi. Họ không biết đâu, đi lẹ lên, gã cúi xuống đỡ phương di dậy, một tay dắt mục kiếm bình chạy ra ngoài. Ba người lật đật chạy được một quãng thì thấy mấy tên thị vệ lao nhanh tới tên đi đầu dơ cao cây đuốc lên quát hỏi ai vi tiểu bảo vội đáp tại hạ đây mà các vị mau đi bảo hộ hoàng thượng thích khách chạy rồi ư gã kia nhận ra vi tiểu bảo vội cầm bó đuốc đưa cho đồng bọn đứng bên cạnh buông thõng hai tay xuống kính cẩn đáp quế công công nghe nói công tử ninh đã xảy ra biến cố vi tiểu bảo đáp được rồi các vị hãy đi trước tại hạ sẽ đến ngay tên thị vệ kia khom lưng dạ một tiếng rồi dẫn đồng đội đi mộc kiếm bình nói dường như bọn này sợ đại ca lắm vừa rồi tiểu muội đã tưởng là nguy với chúng vì tiểu bảo muốn ba hoa khoác lác mấy câu nhưng gã đang lo âu về vụ thái hậu bị giết gây nên đại sự chưa hiểu kết quả đi tới đâu lòng giả cực kỳ bối rối muốn nói giỡn cũng không thốt nên lời dọc đường gã còn gặp mấy tốt thị vệ nhưng cũng không sao trở về phòng mình một cách bình yên may ở chỗ phương di cùng mộc kiếm bình đã cải trang làm thái giám bọn thị vệ trong lúc hoang mang nên không chú ý, vì tiểu bảo dặn hai cô, các cô hãy ở yên đây và phải nhớ kỹ chờ có thay đổi y phục giữ nghiên bộ quần áo thái giám này. Gã ra ngoài rồi khóa trái cửa lại chạy lẹ về phía cản thanh cung tiến vào tầm điện của vua Khang Hy. Vua Khang Hy đã nghe tiếng đồng la báo động, ngài khoác áo đứng dậy, một tên thị vệ vào tâu nói là cung từ ninh đã xảy biến cố, nhưng không tâu rõ việc gì. Nhà vua đang nóng nảy, chợt thấy vi tiểu bảo tiến vào liền hỏi ngay, Thái hậu có bình yên không? Trong cung từ ninh xảy ra biến cố gì vậy? Vì tiểu bảo tông, Thái hậu truyền cho nô tài bữa nay về phòng mình ngủ, sáng mai sẽ dọn ở lại cung từ ninh, không ngờ, trong cung lại xảy ra biến động. Nô tài chưa hiểu việc gì, bây giờ mới định tới coi. Vua Khang Hy nói, chấm phải đi vấn an Thái hậu, người hãy theo chấm. Vì tiểu bảo tông, xin tuân mệnh, nhà vua đối với mẫu hậu vẫn một lòng hiếu thảo ngài không kịp vận quần áo chỉnh tề, vội cầm chiếc trường bào khoác vào mình rồi ra cửa. Nhà vua vừa bước mau vừa hỏi, Thái Hậu đã muốn ngươi hầu hạ, sao ngươi còn tới đây? Vì tiểu bảo tông, nô tài nghe tiếng đồng la báo động, sợ có biến, lại lo bọn thích khách tới. Trong lòng lúc nào cũng nhớ tới thánh thượng, hốt hoảng chạy tới đây. Thật là đáng chết, vua Khang Hy vừa ra khỏi tầm cung, đã thấy tả hiệu thai giám cùng bọn thị vệ một toán rất đông chờ nữa mười mấy ngọn đèn lồng vây lấy nhà vua, vua Khang hy thấy vi tiểu bảo đầu bù tóc rối, cụ ẩn áo xốc xếch, ngài có biết đâu gã vừa chui ở gầm giường thái hậu ra, lại tưởng gã dốc giả trung thành bảo vệ thánh chúa, lúc nào chỉ nghĩ đến mình gặp khi biến động, gã hấp tấp không kịp vận quần áo chỉnh tề thì long tâm hoan hỉ. Nhà vua mới đi được mấy trượng đã thấy hai tên thị vệ chạy đến bẩm báo, thích khách lèn vào cung từ Ninh, giết chết một tên thái giám và một tên cung nữ. Vua Khang Hy vội hỏi, Thánh giá Thái Hậu có bị kinh động không? Tên thị vệ Tông, Đa Tổng Quản đã dẫn người đến bổ vây cung từ Ninh để bảo vệ Thái Hậu một cách rất nghiêm mật. Vua Khang Hy nghe nói đã hơi yên lòng, vì tiểu bảo nghĩ thầm, dù hắn có điều động đến 10 vạn binh mã tới bảo vệ cung từ Ninh thì cũng chậm quá rồi. Cung Cản Thanh cách cung từ Ninh không xa mấy, chỉ qua điện dưỡng tâm và điện thái cực là tới nơi. Lúc này ở trong cung từ Ninh đèn đuốc sáng như ban ngày mấy trăm tên thị vệ đứng sắp hàng dày đặc, đừng nói bọn thích khách, ngay một con chuột cũng không chui lọt. Bọn thị vệ thấy đức vua đến liền quỳ cả xuống, vua Khang Hy xua tay ra hiệu cho chúng đứng lên rồi rào bước tiến vào cung tử ninh. Vì tiểu bảo vén rèm cửa lên, vua Khang Hy vừa bước qua cửa đã thấy trong tầm điện đồ đạc ngổn ngang, máu chảy đầy đất, hai xác chết nằm lăn ra đó thì trong lòng hồi hộp, cất tiếng hô, thái hậu, thái hậu trên giường có tiếng người hỏi lại hoàng nhi đấy ư ta không hề chi hoàng nhi bất tất phải quan tâm đúng là thanh âm thái hậu vì tiểu bảo nghe rồi chẳng còn hồn vía nào nữa gã than thầm té ra mụ điếm giả chưa chết sao mình lại hồ đồ đến thế không đâm vào người mụ mấy dao cho xong đời mụ không chết thì ta phải chết gã quay lại toan co cẳng chạy trốn nhưng thấy người ngoài cửa thị vệ đứng đông như kiến gã biết rằng chưa chạy được ba bước đã bị bắt rồi vì tiểu bảo sợ quá hai chân nhũn ra đầu óc bàng hoàng người muốn té nhào vua khang hy tiến lại trước giường nói tâu thái hầu lão nhân ra phải một phen kinh hãi là tại hải nhi không bảo vệ được chu đáo thật là nặng tội bọn thị vệ ăn hại kia sẽ bị trừng phạt hết không thể dung thứ được thái hậu thở hồn hển đáp không không có chuyện gì xảy ra bất quá là một tên thái giám và một tân cung nữ gây lộn rồi đánh nhau đến chết ồn mạng không can gì đến bọn thị vệ vua khang hy hỏi thân thể thái hậu vẫn bình yên chứ chúng có làm kinh động gì đến lão nhân gia không thái hậu đáp không sao cả có điều ta ngó thấy mà tức mình hoàng nhi về nghỉ đi và truyền cho bọn chúng giải tán hết vua khang hy hạ lệnh các ngươi mau truyền quan thái y đến trần mạch cho thái hậu vì tiểu bảo đứng sau hoàng thượng người co rúm lại không dám lên tiếng gã đã sợ thái hậu trông thấy lại lo mình mà mở miệng tất bị Thái Hậu nhận ra. Bỗng nghe Thái Hậu gạt đi, bất tất, bất tất truyền quan Thái Y vào làm chi. Ta chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, hai người này, cũng cứ để nguyên đó, lòng ta đang phiền não, rất sợ tiếng người huyên náo. Hoàng Nhi, bảo chúng giải tán ngay đi, thanh âm Thái Hậu rất yếu ớt, hơi thở nhát gừng. Hiển nhiên bà bị thương khá nặng, vua Khang Hy trong dạ lo âu mà không dám trái lệnh nhà vua muốn điều tra xem thái giám và cung nữ sao lại xảy cuộc đánh lộn khiến cho thái hậu phải phiền lòng hai tên này tuy đã chết rồi nhưng chúng phạm đại tội đáng lý cần truy cứu đến cả gia thuộc bọn chúng nhưng nhà vua nghe thái hậu nói vậy biết ý bà không muốn cho vụ này đồn đại thành to chuyện cả hai sắp chết thái hậu cũng không muốn di chuyển đi vội nhà vua đành vấn an thái hậu lần nữa rồi lui ra khỏi cung từ ninh vì tiểu bảo khác nào ra khỏi quỷ môn quan nhưng hai chân gã mất hết sức lực, phải viện tường bước đi. Vua Khang Hy cúi đầu ngẫm nghĩ, tự nhủ sự việc đột ngột xảy ra đến nay, bên trong tất có điều chi bí ẩn. Nhưng hiển nhiên Thái Hậu lại muốn bãi bỏ, không để ta truy cứu nữa. Vua Khang Hy vừa đi vừa cúi đầu ngẫm nghĩ qua một quãng đường dài mới ngoảnh lên nhìn thấy vi tiểu bảo vẫn đang lẹo đẽo theo sau liền hỏi. Thái Hậu đã muốn ngươi phục thị lão nhân ra, sao ngươi còn theo chậm đến đây? vì tiểu bảo nghĩ bụng, bất quá ta chỉ còn ở lại hoàng cung trong mấy giờ nữa để đợi trời sáng là rông tốt không bao giờ trở lại. Gã liền bịa chuyện đại gia tâu, trước thái hậu đã nói, hễ thấy mặt bọn thái giám là bực mình. Nô tài coi chừng thái hậu tinh thần không được thoải mái cho lắm thành ra khó tính, nên tránh đi chỗ khác để thái hậu khỏi phiền lòng là hơn. Vua Khang Hy gật đầu, về đến tầm điện, nhà vua chờ bọn thái giám lui về hết mới bảo vì tiểu bảo, tiểu quế tử, ngươi hãy ở lại đây. Vì tiểu bảo trong lòng sao xuyến nghĩ thầm, hoàng thượng mà giữ ta ngủ lại đây thì hai món, bảo bối sống động, ở phòng mình phải bồn chồn trong giả không biết đến thế nào mà kỳ. Vua Khang Hy bước lui rồi lại bước tới từ đầu phòng đến cuối phòng. Đột nhiên ngài cất tiếng phán hỏi, người có hiểu vì lẽ gì mà tên thái giám và tên công nữ đó lại xảy ra cuộc đánh lộn rồi chết cả đôi không? vì tiểu bảo tông vụ này nô tài không sao đoán ra được bọn công nữ và thái giám ở hoàng cung số đông cục xúc nóng nảy động một tí là tranh hơi gây lộn có khi họ còn ngấm ngầm đánh nhau nữa nhưng không dám để những chuyện rắc rối lọt vào tai mắt thái hậu cùng hoàng thượng mà thôi vua khang hy lại gật đầu nói ngươi đã dặn bọn chúng nhất thiết không được nhắc tới vụ này để khỏi phiền lòng cho thái hậu vì tiểu bảo đáp xin tuân dụ nhà vua dù ngươi đi đi vì tiểu bảo thỉnh an nhà vua rồi chờ gót lui gã lẩm bẩm ta từ biệt hoàng thượng lần này rồi vĩnh viễn không còn cơ hội nào tái ngộ nữa bất giác gã quay đầu ngó lại vua khang hy cũng đang nhìn gã thấy vậy liền phán ngươi trở lại đây vì tiểu bảo xoay mình trở lại vua khang hy mở chiếc hộp vàng ở đầu giường lấy hai tấm bánh vừa đưa cho gã vừa cười nói bữa nay ngươi vất vả nửa ngày trời chắc bây giờ đói bụng lắm vì tiểu bảo đưa tay ra đón lấy bánh trong lòng băn khoăn nghĩ ngợi mụ điếm già thâm hiểm tàn ác lại ngấm ngầm giấu đàn ông ở trong cung tất có ngày mụ dám ra hại hoàng thượng mà ngài bị bưng bít không biết chi hết ngài đã lấy tình huynh đệ bằng hữu đối xử với ta mà ta không nói cho ngài hay để ngài phải chết dưới tay độc phụ thì còn chi là nghĩa khí anh hùng gã nghĩ tới đây bất giác tưởng chừng mắt nhìn thấy gân cốt toàn thân vua khang hy đều bị gãy nát thây lăn dưới đất từ trạng cực kỳ thảm khốc lòng gã xe lại rồi không nhịn được, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa. Vua Khang Hy mỉm cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhà vua lại vươn tay ra khẽ vỗ vai gã cất giọng hiền từ hỏi tiếp, ý ngươi muốn theo chấm phải không? Cái đó dễ lắm, mấy bữa nữa chấm lại xin Thái Hậu lấy ngươi về. Thực ra chấm cũng không bỏ ngươi được vì tiểu bảo trong lòng cảm động nghĩ thầm đào công nga đã dặn ta chớ có môi hở răng lạnh thổ lộ chân tình với hoàng đế vì sợ nhà vua sẽ giết ta để bịt miệng khỏi đồn tiếng xấu ra ngoài bậc đại trượng phu đã vì đạo nghĩa thì có chết cũng cam lòng gã đặt hai tấm bánh xuống bàn nắm chặt tay vua khang hy cất giọng run run hỏi tiểu huyền tử nô tài kêu hoàng thượng như vậy được chăng vua khang hy cười đáp dĩ nhiên là được ta đã bảo ngươi khi không có ai thì chúng ta cứ tự nhiên như trước. Người lại muốn tỉ võ với ta phải không? Hay lắm, phóng ngựa, lại đây. Nhà vua nói rồi xoay tay lại nắm hai tay vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo nói, khoan rồi hãy tính chuyện tỉ võ. Nô tài có việc cơ mật, đại sự cần nói với bạn tiểu huyền tử. Quyết chẳng khi nào nô tài dám tâu đức hoàng thượng vạn tuế ra ra. Hoàng thượng mà nghe tâu việc này tất chặt đầu nô tài ngay còn tiểu huyền tử chỉ là bạn của nô tài thì không sợ vua khang hy không hiểu là việc hệ trọng nhưng lòng dạ trẻ thơ rất lấy làm hứng thú ngài liền kéo gã sóng vai ngồi xuống lòng sàng dục chuyện chi nói mau nói mau vì tiểu bảo hỏi lại bây giờ ngài là tiểu huyền tử chứ không là hoàng đế phải không vua khang hy đáp ngay đúng đúng bây giờ ta là bạn tiểu huyền tử của ngươi chứ không phải hoàng đế suốt ngày từ sáng đến tối phải làm hoàng đế, không có lấy một người bạn đồng tâm, ta cũng chán ngấy. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, tiểu huyền tử, ta nói cho nghe, người chặt đầu ta thì không được đâu. Vua Khang Hy tươi cười hỏi, ta giết ngươi làm chi? Có bao giờ bạn lại giết bạn? Vì tiểu bảo nói, ta chẳng phải tiểu quế tử cũng chẳng là thái giám. Tiểu quế tử bị ta giết rồi. Vua Khang Hy giật mình kinh hãi hỏi, ngươi bảo sao? vì tiểu bảo liền thuật lại lai lịch cùng thân thế gã, xuất thân ở đâu, cho nhà vua nghe. Đoạn gã kể tiếp những việc gã trải qua, làm đôi mắt hải lão công thế nào, mạo xưng tiểu quế tử làm sao. Vì lẽ gì hải lão công truyền thụ võ nghệ cho gã và truyền thụ thế nào nhất nhất thuật lại. Hồi 65, vua Khang Hy mở cuộc điều tra. Vua Khang Hy nghe vi tiểu bảo nói tới đây liền đáp té ra người không phải là thái giám ngươi đã hạ sát tiểu quế tử cũng chẳng có chi quan hệ. Nhưng ngươi chẳng thể ở lại trong cung được nữa, bằng không thì ta phải cho ngươi làm tổng quản ngự tiền thị về. Đà lòng tuy võ công cao cường nhưng làm việc rất hồ đồ. Vì tiểu bảo tông, nô tài cảm ơn bệ hạ, song rằng không được. Nô tài đã được nghe mấy điều bí mật trọng đại có liên quan đến Thái Hậu. Vua Khang Hy hỏi ngay có liên quan Thái Hậu ư? Chuyện gì vậy? Lúc nhà vua hỏi hai câu này, trong lòng đã ngấm ngầm cảm thấy có chuyện không hay vì tiểu bảo nghiến răng rồi đem câu chuyện đối thoại giữa thái hậu và hải đại phú mà gã nghe được đêm trước lược thuật lại vua khang hy nghe đến chỗ phù hoàng thuận trị hãy còn tại thế hiện ở chùa thanh lương trên ngũ đài sơn thì giật mình kinh hãi trong tâm cực kỳ hồi hộp nhà vua mừng quá tưởng muốn phát điên lòng thể run lên bần bật ngài nắm chặt tay vi tiểu bảo cất giọng run run hỏi vụ này đúng sự thật chứ phụ hoàng ta còn sống ở thế gian ư vì tiểu bảo tông đây là nô tài nghe ở câu chuyện giữa hải đại phú và thái hậu có sao nói vậy không dám man trá vua khang hy đứng bật dậy lớn tiếng hô hay lắm hay lắm vì tiểu bảo đợi trời sáng chúng ta lên ngũ đài sơn triều kiến phụ hoàng rước lão nhân ra về cung nên biết vua khang hy làm chúa tể thiên hạ mọi việc đều như ý trong đời ngài chỉ có một điều đáng tiếc là song thân mất sớm Thái hậu tuy không phải là mẹ ruột của nhà vua, nhưng bà đối với ngài hết lòng tự ái chẳng khác chi tình ruột thịt. Còn phụ thân ngài biệt tích, chẳng còn ai thay thế được. Nhiều khi canh khuya thức giấc, nhà vua nhớ phụ hoàng, không nhịn được, cả tiếng khóc ròng. Bây giờ ngài nghe vi tiểu bảo nói vậy tuy còn bán tín bán nghi mà cũng mừng rỡ, tưởng chừng điên đảo ruột gan. Vi tiểu bảo tông, nô tài chỉ e thái hậu không vừa lòng trước nay ngài đã lừa dối bệ hạ thì trong vụ này tất có duyên cớ trọng đại vua khang hy hỏi đúng rồi đúng rồi nhưng là duyên cớ gì nhà vua được tin phu hoàng chưa mất trong lòng mừng quá đỗi quên hết mọi sự nhưng ngài chỉ ngưng thần một chút là hiện lên không biết bao nhiêu nghi vấn vì tiểu bảo đáp những đại sự ở trong công nô tài không hiểu rõ chi hết mà chỉ có thể kể lại những điều mình đã nghe được ở nơi thái hậu cùng hải đại phú vua Khang Hy lại dục phải rồi, phải rồi, còn gì nữa, nói mau đi, nói mau đi, vì tiểu bảo nói đến chỗ đoan kính hoàng hậu, hiếu Khang hoàng hậu bị người ra hại như thế nào. Vua Khang Hy giật bắn người la hoàng, ngươi, người bảo hiếu Khang hoàng hậu, bị người ta sát hại ư. Vì tiểu bảo thấy nhà vua Dương Cập Long nhãn lên thật lớn, mặt rồng co rúm lại, sợ quá lắp bắp nô tài, nô tài không biết, chỉ được nghe Hải Đại Phú và Thái Hậu nói chuyện với nhau. Vua Khang Hy ngắt lời, họ nói làm sao, ngươi, ngươi nói lại một lần nữa cho nghe, vì tiểu bảo trí nhớ rất dai, gã thuật lại cuộc đối thoại giữa Hải Đại Phú và Thái Hậu một lần nữa. Không những thế gã còn bắt chước giọng nói của hai người nghe giống hệt. Vua Khang Hy đứng ngẩn người ra hồi lâu rồi hằn học nói, mẫu thân ta, mẫu thân ta bị người giết chết ư, ừ. vì tiểu bảo hỏi lại, hiếu khang hoàng hậu, là... Là, mẹ ruột của thánh thượng ư, vua Khang Hy gật đầu nói, người nói nữa đi, đừng bỏ sót một câu nào, lòng tâm xe lại, hai hàng châu lệ lá trả tuôn rơi. Vì tiểu bảo kể tiếp là hung thủ đã dùng, hóa cốt miên trường, ra hại đoan kính và hiếu khang hoàng hậu. Hắn còn giết cả con đoan kính hoàng hậu là vinh thân vương, và đổng ngạc trinh phi gã kể luôn cả tên áo liệm hiếu khang và trinh phi đã vâng lệnh hải đại phú lên ngũ đài sơn bẩm báo đức thuận trị đức thuận trị lại phái hải đại phú trở về cung để điều tra cho rõ căn nguyên những vụ này vì tiểu bảo kể cho đến giai đoạn hải đại phú và thái hậu đấu trường gã giấu nhẹm vụ hải đại phú bị gã giết chết mà chỉ nói hải đại phú đuôi mắt không đánh nổi thái hậu rồi bị uổng mạng vua khang nghi chấn tĩnh tâm thần tra hỏi tường tận về tình trạng đêm hôm ấy Ngài nghe Vi tiểu bảo nói rồi còn vặn đi vặn lại nhiều lần và tin chắc không phải gã bịa ra vụ này. Sau cùng ngài phán hỏi: "Câu chuyện hệ trọng như vậy mà sao đến nay ngươi mới nói với ta?" Vi tiểu bảo tông: "Vụ này quan hệ tài đình, nô tài đâu dám bạ đâu nói đấy." Đến sáng mai nô tài định trốn khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Nô tài cảm kích tấm lòng chi ngộ của thánh thượng, nhận thấy thánh thượng cô thân ở trong hoàng cung cực kỳ nguy hiểm nên lúc sắp ra đi nô tài chẳng thể giấu giếm thánh thượng được nữa. Vua Khang Hy hỏi, tại sao ngươi muốn xa bỏ hoàng cung? Phải chăng ngươi sợ thái hậu hại ngươi? Vì tiểu bảo tông, nô tài còn nói để bệ hạ hay người cung nữ chết ở trong cung từ ninh đêm nay là một người đàn ông và là sư huynh của thái hậu. Trong cung thái hậu mà có người cung nữ là đàn ông thì thật là một điều quá sức tưởng tượng. Nhưng vua Khang Hy được tin phụ hoàng tưởng đã chết rồi mà lại còn sống ở nhân gian trong lòng đã hồi hộp. Sau nhà vua lại nghe nói mẫu thân mình bị bà Thái Hậu rất đoan trang từ ái hãm hại cũng là một chuyện phi thường, nên ngài coi vụ cung nữ là nữ hay nam chẳng lấy chi làm kỳ nữa. Nhà vua lạnh lùng hỏi, sao ngươi lại biết thế? Vì tiểu bảo tông, đêm hôm ấy nô tài vì nghe được câu chuyện bí mật giữa hải đại phú và Thái Hậu, nên Thái Hậu đã lập tâm giết nô tài để bịt miệng ngay từ lúc bà phát giác. Gã liền đem chuyện Thái Hậu phái Thụy Đống, liệu Yến cùng bọn Thái Giám trước sau mấy lần đến ra hại gã nhất nhất thuật lại. Sau gã mới nói tới vụ được nghe Thái Hậu cùng người đàn ông nói chuyện ở cung Tử Ninh, rồi người đàn ông giả làm cung nữ kia cùng Thái Hậu gây lộn. Hắn bị Thái Hậu giết chết và Thái Hậu cũng bị thương. Dĩ nhiên câu chuyện này vi tiểu bảo không nói thực hết gã không nhắc tới đào cung Nga, cũng không nói tự mình giết Thụy Đống, liệu Yến cùng vụ lấy cắp mấy pho tứ thập nhị trương kinh. Vua Khang hy trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi thằng cha đó là sư huynh Thái Hậu ư, nghe giọng lưỡi hắn dường như Thái Hậu còn bị một người khác uy hiếp phải không? Người ấy là ai? Vì tiểu bảo lắc đầu tông, nô tài không thể nghĩ ra được. Vua Khang hy truyền, người đi triệu đa long vào đây. Vì tiểu bảo, dạ, một tiếng rồi chờ gót lui ra gã tự hỏi phải chăng hoàng đế muốn trở mặt với thái hậu mà tuyên gọi đa long bắt mụ điếm già để giết đi không hiểu sau khi mụ bị giết rồi mình có cần bỏ đi hay ở lại giúp nhà vua thôi ta hãy biết tới đâu hay đó đa long đang lo sốt vó vì trong cung liên tiếp xảy ra biến động đầu hắn chưa bị đứt rời nhưng trên đầu còn có mũ trên mũ còn có chóp hắn cảm thấy ở vào tình trạng bất an vô cùng Đa Long vừa nghe có lệnh hoàng đế tuyên triệu lật đật chạy ngay đến cản thanh cung. Vua Khang Hy vừa thấy Đa Long đến liền bảo hắn, công từ Ninh không có việc gì. Người lập tức hạ lệnh triệt các thị vệ. Thái hậu truyền dạy ở ngoài cung có thị vệ bao vây cũng lấy làm phiền não. Vậy ngươi đừng để lại một tên nào hết. Đa Long mừng quính tưởng chừng nghe lệnh đại sái. Hắn vâng luôn miệng rồi chạy đi hạ lệnh giải tán thị vệ. Vua Khang Hy lại đem những điều nghi vấn trong lòng hỏi kỹ lại vi tiểu bảo sau một lúc lâu nhà vua chắc bọn thị vệ đi hết rồi liền bảo tiểu quế tử đêm nay ta cùng ngươi đến dò thám cung tử ninh vì tiểu bảo hỏi lại thánh thượng thân hành đi do thám ư vua khang hy đáp phải rồi một là vụ này rất trọng đại nhà vua chẳng thể chỉ nghe lời một bên của tên tiểu thái giám đã đem lòng hoài nghi một vị mẫu hậu từng nuôi nấng ngài từ tuổi nhỏ hai là việc mạo hiểm do thám lúc ban đêm là một việc con người đã học võ phải thử thách nhà vua nhân cơ hội này khi nào chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Vua Khang Hy nói, ta là hoàng đế chẳng thể ra ngoài cung để thí nghiệm thân thủ của mình. Vậy ta hãy làm con người giả hành ở trong cung cũng còn hơn chẳng làm gì. Vì tiểu bảo nói, Thái Hậu đã giết chết sư huynh, lúc này ngài đang ăn nghỉ dưỡng thương, e rằng cuộc dò thám này khó đi đến kết quả. Vua Khang Hy nói, chưa đi do thám sao ngươi đã biết không đem lại kết quả nhà vua luôn thay đổi y phục chân đi hài xảo và ăn mặc như ngày đã tỉ võ với vi tiểu bào rồi theo cửa ngách cung càn thanh ra đi bọn thị vệ cùng thái giám vừa trông thấy vội vàng chạy đến nhà vua liền quát các ngươi đứng cả lại không được loạn động đây là thánh chỉ của hoàng đế thì còn ai dám trái lệnh mấy chục tên thị vệ cùng thái giám lập tức đứng nguyên chỗ không dám nhúc nhích vua khang hy dẫn vi tiểu bào đến vườn hoa cung từ ninh quả nhiên thấy vắng lặng không một bóng người ngài đứng nép vào dưới cửa sổ tẩm cung của thái hậu chú ý lắng tai bỗng nghe thái hậu ho hắng không ngớt lúc này lòng dạ nhà vua rào rạt như sóng cồn vừa đau thương lại vừa nóng này tiếng ho của thái hậu khiến cho nhà vua cực kỳ xúc động muốn xông vào ôm lấy bà mà khóc một hồi nhà vua lại muốn nắm lấy cổ bà lớn tiếng chất vấn về tình hình phụ hoàng cùng mẫu hậu của ngài có lúc ngài muốn những lời của vi tiểu bảo đều giả dối ngài cũng lại mong gã nói vậy là đúng sự thật hết không chật mảy may. Lòng tâm bối rối, toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên. Những ý nghĩ lạnh toát thấu vào xương tùy ngọn đèn trong phòng thái hậu chưa tắt, khi tỏ khi mờ chiếu vào cửa sổ dán giấy. Sau một lúc, bỗng nghe tiếng cung nữ cất lên, tâu thái hậu, nô tỳ may xong rồi. Thái hậu đặng hắng một tiếng rồi bảo, đem tên cung nữ, thi thể tên cung nữ, đặt vào trong túi. Tên cung nữ kia đáp, dạ. Còn thi thể tên thái giám thì sao? Thái hậu tức giận gắt ta bảo ngươi đặt cung nữ vào túi, sao ngươi, lại hỏi đến thái giám làm chi? Cung nữ, dạ, một tiếng rồi trong nhà có tiếng động lịch kịch. Vua Khang Hy không nhẫn nại được ghé mắt nhìn qua khe cửa nhưng bao nhiêu kẽ hở các cửa trong tầm cung của thái hậu đều dán giấy dầu bít kín, không còn lấy một chỗ hở chừng sợi tóc. Nhà vua đã hàng ngày được nghe vi tiểu bảo thuật lại những yếu quyết cùng những điều cấm kỵ của khách giả hành trên trốn giang hồ. Dĩ nhiên những điểm này gã được Mao Thập Bát nói cho biết trong khi đi đường từ Dương Châu đến Bắc Kinh. Bây giờ nhà vua gặp cảnh ngộ cửa sổ không kẽ hở là chúng vào tâm ý của ngài muốn thử thách. Ngài liền dấp nước miếng vào đầu ngón tay bôi lên giấy dán cửa sổ cho mùn ra rồi khẽ chọc một cái. Quả nhiên giấy rách thủng một lỗ nhỏ, song vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Nhà vua đưa mắt nơ lùn vào trong thấy trên giường thái hậu màn the rủ thấp một tên cung nữ nhỏ tuổi đang chuồn thi thể tên cung nữ bị nạn nằm dưới đất vào trong một túi vải lớn. Xác chết mặc xiêm áo cung nữ, nhưng đầu chọc tiếu không còn một sợi tóc. Tên cung nữ kia nhét xác chết vào túi rồi lượm món tóc giả lên. Thị ngần ngừ một chút rồi nhét luôn cả vào túi. Bỗng nghe thị lên tiếng, tâu thái hậu, mọi việc xong cả rồi. Thái hậu hỏi, bên ngoài bọn thị vệ giải tán hết chưa? Sao ta nghe dường như có tiếng người? tên cung nữ kia liền chạy đến bên cửa ngó ra ngoài quanh một vòng rồi tâu, tâu Thái Hậu, không còn ai hết, Thái Hậu vừa ho vừa nói, người kéo cái túi đến bờ ao sen, lượm bốn khối đá lớn bỏ vào trong túi rồi lấy dây, cột chặt miệng túi lại, xong đẩy xuống ao. Cung nữ đáp, giả, giả, giọng nói thị run lên ra chiều khiếp sợ. Thái hậu lại dặn đẩy túi xuống ao rồi quẳng lên trên một lớp đất để đề phòng có người trông thấy tên cung nữ giả một tiếng rồi kéo túi đi ra vườn hoa. Vua Khang Hy lầm bầm, tiểu quế tử bảo tên cung nữ đó là đàn ông hóa trang là đúng rồi. Trong vụ này nhất định có điều rất bí mật không thì việc gì Thái Hậu phải sai đêm trầm hà xác chết cho tuyệt tích. Nhà vua thấy vi tiểu bảo đứng bên bất giác nắm lấy tay gã. Hai người cùng cảm thấy bàn tay đối phương ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Lát sau bỗng nghe, bòm, một tiếng hai người biết là túi đựng xác chết đã đẩy xuống ao rồi trong khoảnh khắc à cung nữ kia lại trở về tầm điện vì tiểu bảo nghe thanh âm nhận ra à cung nữ này là nhị sơ còn vua khang hy thì không biết thì thái hậu hỏi mọi việc xong xuôi cả rồi chứ nhị sơ đáp tâu thái hậu xong cả rồi thái hậu lại hỏi hai người chết ở đây sao lại có một xác còn cái nữa ở đâu sáng mai có người tới thì ngươi bảo sao nhị sơ ấp ôm đáp nô tài nô tài không biết chi hết. Thái hậu gắt lên, người ở đây hầu hạ ta sao dám nói cái gì cũng không biết. Nhị sơ đáp, dạ, dạ, thái hậu tức giận hỏi, ta hỏi ngươi không đáp còn dạ dạ cái gì. Nhị sơ dường như phúc đáp tâm linh, liền bịa ra, nô tài thấy xác chết của người cung nữ đứng dậy được thì ra chỉ bị thương chứ không chết. Sau y, chậm chạp cất bước đi ra ngoài, khi ấy, khi ấy thái hậu đang yên giấc, nô tài không dám kinh động người công nữ đó ra khỏi cung từ ninh rồi không biết, không biết đi đâu. Thái hậu thở dài nói, té ra là thế, A-di-đà Phật, thị không chết, đi được rồi là hay quá. Nhị sơ nói, chính thế, tạ ơn trời đất, y đã thoát chết, vua khang y cùng vi tiểu bảo chờ lúc nữa không thấy thái hậu lên tiếng chắc bà ngủ say rồi. Hai người liền rón rén cất bước rời khỏi tầm điện của thái hậu trở về cung càn thanh. Nhà vua thấy bọn thị vệ cùng thái giám vẫn đứng nguyên chỗ không chuyển động liền cười nói cho các ngươi được giải tán. Tuy nhà vua cố giữ vẻ thản nhiên nhưng tiếng cười, tiếng nói cũng đượm mùi chua chát. Vua Khang Hy vào tầm cung rồi, chăm chú nhìn vi tiểu bảo hồi lâu không nói câu gì. Đột nhiên ngài xa lệ, ngập ngừng, thái hậu, thái hậu, vì tiểu bảo không biết nói gì chỉ đứng chơ ra. Nhà vua ngẫm nghĩ rồi vỗ hai tay một cái hai tên thị vệ hầu cận vội chạy đến đứng bên cửa tầm điện để chờ mệnh lệnh. Vua Khang Hy nói, có việc cơ mật đại sự này chấm sai hai người phải làm ngay và nhất thiết không được tiết lộ. Trong ao sen ngoài vườn hoa cung từ Ninh có một cái túi vải lớn. Hai người xuống mò lên đem về đây. Thái hậu đang yên nghỉ mà hai ngươi để xảy ra một chút tiếng động khiến ngài phải kinh tỉnh là các ngươi mất đầu. Hai tên khom lưng vâng dạ đi ngay. Vua Khang Hy ngồi trên giường nghĩ lui nghĩ tới hồi lâu không nói gì. Bỗng thấy hai tên thị vệ khiêng một cái túi vải lớn ướt sũng đưa về tới cửa tẩm điện. Vua Khang Hy hỏi, các người có làm kinh động đến Thái Hậu không? Hai tên thị vệ đồng thanh tâu, bọn nô tài hết sức thận trọng đâu dám kinh động đến tay Thái Hậu. Vua Khang Hy gật đầu phán bảo, các người khiêng cái túi đó vào đây. Hai tên thị vệ vâng mệnh khiêng túi vào. Nhà vua lại bảo chúng, các người để đó rồi lui ra vì tiểu bảo chờ hai tên thị vệ ra khỏi rồi đóng cửa lại gã cởi dây cột miệng túi lôi xác chết ra ngoài tuy mặt mũi tử thi cạo râu nhẵn thín, nhưng vẫn còn trông thấy gốc râu đen xì cổ họng có bìu ngực lép kẹp hiển nhiên là một người đàn ông không còn nghi ngờ gì nữa người này thớ thịt làn lên đốt ngón tay phình ra những cái đó chứng tỏ hắn đã dày công luyện võ xem chừng tên giả làm công nữ và ẩn nấp trong nội cung chưa lâu vì dung mạo hắn là đàn ông cũng xấu xa quá rồi thì giả làm cung nữ tất bị phát giác. Vua Khang Hy là con người tinh tế, ngài rút yêu đao rạch quần xác chết ngó xuống hạ bộ cho cẩn thận. Bất giác ngài nổi lôi đình, vùng đao đâm liên hồi vào xác chết cho nát ra. Vì tiểu bảo tông, thái hậu, nhà vua tức giận chặn hỏng, thái hậu cái gì, còn tiện nhân này sát hại mẫu hậu ta, bức bách phụ hoàng ta phải bỏ đi, lại làm nhơ nhớp cung son, hành vi điều bất nghĩa. Ta, ta muốn băm xác mụ ra thành muôn đoạn, chu lục toàn gia mụ. Vì tiểu bào thở phào một cái nhẹ nhõm, trong lòng khoan khoái gã tự nhủ, nhà vua đã không nhận mụ điếm là thái hậu thì bất luận mụ làm việc gì bại hoại mà ta biết được có tâu lên cũng không sợ ngài giết chết để bịt miệng như lời cung nữ đào cung Nga đã tiên liệu và dặn ta phải bưng kín miệng bình Vua Khang ghi cầm yêu đao đâm lia lịa vào xác chết một hồi mà vẫn chưa nguôi giận ngài không nhịn được toan hô thị vệ đi bắt thái hậu lên tra hỏi nhưng ngài lại nghĩ phụ hoàng chưa tạ thế lão nhân gia đã quy y đầu phật trên ngũ đài sơn vậy mà ta để việc động trời này tiết lộ ra ngoài làm chấn động quan dân khắp thiên hạ ta không thể lỗ mãng được rồi ngài phán tiểu quế tử sáng mai ngươi theo trẫm lên ngũ đài sơn để điều tra cho ra sự thực vì tiểu bảo tông dạ nô tài xin tuân chỉ gã thấy mình được theo hoàng thượng lên ngũ đài sơn thì trong lòng khấp khởi mừng thầm. Gã chắc mầm được một phen du ngoạn phong cảnh cho thỏa thích, bằng cứ du rú ở trong thành Bắc Kinh mãi cũng chán ngấy. Nhưng kiến thức của nhà vua sáng suốt hơn vi tiểu bảo nhiều, ngài lại suy nghĩ rất thấu đáo, bụng bảo giả thiên tử đi tuần thú dân gian là một việc rất trọng thể, ít ra phải chủ liệu cùng sắp đặt hàng mấy tháng. Dọc đường trăm quan địa phương phải chuẩn bị nghênh tiếp thánh giá và lo bảo vệ nghiêm cẩn cuộc xuất tuần của nhà vua há phải chuyện tầm thường, muốn đi lúc nào là đi ngay lúc ấy được. Huống chi ta còn nhỏ tuổi, chấp chính chưa được bao lâu. Các vương công, chưa hết giả khuông phò, nếu Thái hậu có dã tâm thừa cơ ta rời khỏi kinh sư thoán đoạt quyền binh, chuất phế ta đi, lập tân cụ ân thì làm thế nào? Lại còn trường hợp phù hoàng thực sự băng hà hoặc ngài còn ở nhân gian nhưng rời khỏi ngũ đài sơn rồi mà ta cờ mở trống rong lên núi triều kiến thì chẳng những việc không thành mà lại làm trò cười cho thiên hạ. Nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói, không được, chấm chẳng thể tùy tiện rời khỏi kinh đô. Tiểu quế tử, người hãy vì chấm mà đi một chuyến, vì tiểu bảo ra chiều thất vọng một mình nô tài đi thôi ư. Vua Khang Hy đáp, người hãy đi một mình lên để điều tra cho biết rõ nếu quả phù hoàng chấm hiện ở trên ngũ đài sơn thì rồi chấm xếp đặt việc triều chính và nghĩ cách đối phó với con tiện nhân kia cho ổn định. Sau chấm sẽ cùng ngươi đi một chuyến mới là kế vẹn toàn. Vì tiểu bảo tự nhủ, nhà vua đã quyết định đối phó với Thái Hậu thì việc ngài sai ta lên ngũ đài sơn thám thính là hợp nghĩa lý, ta không nên thoái thác. Gã liền vui vẻ tâu, nô tài xin phụng mệnh. Nhà vua lại nói, theo lề luật nhà đại thanh thì thái giám chẳng thể rời khỏi kinh sư, Trừ trường hợp đi theo chấm không kỳ. Mày ở chỗ ngươi không phải là thái giám. Tiểu quế tử, từ nay ngươi đừng làm thái giám nữa, đổi sang làm thị vệ cụ ếch. Có điều trong cung ai cũng nhận ra ngươi mà đột nhiên thôi làm thái giám tất chúng phải lấy làm kỳ. Ồ, vụ này hãy tạm gác lại để sau này sẽ tính, chấm có thể tuyên bố về việc hạ sát ngao bái mà chấm cho ngươi tuân thánh chỉ làm thái giám. Này nguyên hùng đã trừ diệt, tự nhiên ngươi không cần phải cải trang nữa tiểu quế tử, rồi đây ngươi học lấy ít chữ để chấm phong cho chức quan to. Vì tiểu bảo cười tâu, được vậy là may cho nô tài. Có điều nô tài hễ cầm đến sách là nhức đầu. Nhà vua ngồi trên án viết thơ cho phụ hoàng bẩm rõ tội bất hiếu. Đến nay mới biết lão nhân gia vẫn còn ở nhân thế, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Một ngày rất gần sẽ lên rước thánh giá hồi cung để tái hồi sửa trị muôn dân. Phận làm con được trầu trực vua cha là mãn nguyện nhà vua viết mấy hàng chữ rồi lại nghĩ thầm, phong thơ này mà lọt vào tay kẻ khác thì thật có điều không ổn. tiểu quế tử có thể bị bắt hay bị giết ở dọc đường và hung thủ sục tìm trong mình gã tất lòi thư ra.